Bởi vì chính những cái gì à, những cái độc tố ở trong cái máy lọc nước đó nó có thể là gì ạ, nó có thể là đi vào nước dẫn đến là rất là hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Vậy nên là làm thế nào để lựa chọn được một cái sản phẩm tốt cho sức khỏe, an toàn đúng chưa, mà lại sử dụng lâu bền, thì hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu cùng với dòng nước, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về dòng máy Watech là một trong những sản phẩm rất là tốt của thế ông nước đang cung cấp. Thế thì trước tiên để tìm hiểu về các sản phẩm này thì chúng ta phải hiểu biết sơ qua về các cái dòng lọc máy, công nghệ lọc máy lọc nước cơ bản nhất trên thị trường hiện nay. Thì hiện nay trên thị trường có hai cái công nghệ lọc nước cơ bản nhất và chúng ta cần biết đến để sử dụng gia đình. Thứ nhất là công nghệ máy lọc nước nano và thứ hai là công nghệ máy lọc nước RO. Với đặc điểm của hai dòng máy này là thế nào? Thì có rất nhiều anh chị đã từng hỏi cho dùng nước là làm thế nào để biết là chọn lúc nào thì chọn nano và lúc nào thì chọn RO. Và hai máy này thì đặc điểm đầu tiên là đều có thể uống được trực tiếp. Tuy nhiên là máy nano thì nó sử dụng cho cho những cái nguồn nước sạch, ví dụ như là nước máy đạt tiêu chuẩn ở thành phố đúng chưa, thì nó nên lắp, chúng ta nên lắp máy nano. Nó có ưu điểm là giữ được nguyên khoáng, nó không dùng điện và không có chất thải, không có nước thải, nên là cái việc lắp đặt sử dụng nó tiện lợi hơn rất nhiều. Chúng ta không cần phải gần ổ điện đúng chưa, không cần phải tìm đường nước thải ra, chúng ta chỉ cần đấu nguồn nước vào, sau đó là ra vòi có thể uống được ngay, nên lắp đặt của nó cũng nhỏ gọn và dễ đặt hơn rất là nhiều so với máy nano. Và đặc điểm của máy nano thì lại có thể ưu điểm của nó là lắp được đa dạng nguồn nước, tức là với những nguồn nước mà chúng ta cảm thấy nó không được sạch, nó không an toàn, nó ô nhiễm nhiều hơn. Có một số anh chị hỏi là nước nhiễm phèn thì lắp loại nào đúng chưa, hay nước nhiễm lợ thì lắp loại nào, hay là nước giếng đào lắp loại nào, thì câu trả lời là chính là lắp máy RO này. Nó lắp được đa dạng nguồn nước, nước nhiễm lợ hay là xử lý những vùng nước mà chúng ta có nguy cơ bị nhiễm cực nặng, như là những vùng nước ở ở gần những cái khu công nghiệp, những nhà máy, thì chúng ta nên lắp cái máy RO này. Và nhược điểm của cái máy nano là nó không lắp được ở những nguồn nước bị ô nhiễm nhiều, ví dụ như là nước giếng đúng không ạ, không xử lý được nước nhiễm lợ, cũng không phù hợp với những cái nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm cao mà không phải nước máy, thì rất là khó để sử dụng cái nguồn nano này. Nếu mà chúng ta vẫn muốn sử dụng thì chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ nguồn nước. Có mấy anh chị bảo là nước ở đây nó rất là trong, nó rất là sạch, thì có lắp được máy nano hay không, thì có thể là nếu để chúng ta muốn cái sự tiện dụng của máy nano thì chúng ta phải mang cái nước đó đi kiểm tra xem nó đã đạt những cái tiêu chuẩn muốn đổ vào hay chưa thì mới lắp nano. Và để dễ dàng hơn thì chúng ta hãy cứ lắp máy RO. Tuy nhiên điểm yếu của máy RO thì nó lại mất đi cái khoáng tự nhiên của nước đầu vào, nó làm giảm pH trong nước, nó cần phải dùng điện và có nước thải đúng chưa, nó lắp đặt nó sẽ phức tạp hơn là như vậy, bởi vì nó có điện có nước thải nên chúng ta phải cần chỗ nào có điện mới lắp được đúng không ạ, còn phải kiếm cái đường nước thải cho nó đi, thải đi đâu đó, nên tại sao nó lại phức tạp hơn là như vậy. Và cái máy RO này là cũng có cái nhiều bộ phận linh kiện hơn, cho đến là nên là khi mà nó có xảy ra vấn đề hoặc sửa chữa thì chúng ta khó để xử lý hơn đó. Với vậy nên là với những cái nhu cầu sử dụng máy lọc nước như vừa nói ở trên, thì nước nước đã đi tìm hiểu những cái công nghệ hàng đầu thế giới, những đối tác hàng đầu thế giới, và hiện nay chúng tôi đã đưa về Việt Nam một trong những cái công nghệ của tập đoàn hàng đầu nước đó, chính là tập đoàn Wacocop, mà trước đây chính là công ty Hyundai Wacotech. Thế nước đã hợp tác với Wacotech để phân phối độc quyền tại Việt Nam cái dòng sản phẩm của cái công ty này, là một trong những công ty hàng đầu của Hàn Quốc về công nghệ nano, được thành lập năm 2004, dẫn đầu về cái công nghệ nano bằng lọc sợi giống, và là chiếm thị phần số 1 tại Hàn Quốc về bộ chậu về bộ lắp lắp đặt ở gầm chậu rửa, tức là cái bộ tiền xử lý dành cho nước sinh hoạt đó. Và hiện nay khi đã đổi tên thành tập đoàn Wacocop năm 2019 thì công ty này đã có mặt ở trên 35 nước trên thế giới, là một trong những công ty rất là phát triển về lọc nước. Thì vậy có nhiều người hỏi là vậy thì công ty Hyundai Wacotech này với tập đoàn Hyundai ô tô thì có liên quan gì đến nhau không? Thì xin thưa là rằng tất cả những tập đoàn lớn như Hyundai, Samsung, LG, họ đều có những cái công ty chuyên để chuyên để cung cấp về một cái mảng ở đó cho công ty của họ. Và riêng cái mảng lọc nước ở trong tập đoàn Hyundai thì được cung cấp được xử lý bởi công ty Hyundai Wacotech đó.
Vậy nên đây là cái sự liên quan giữa hai công ty này. Một chút. Ok. Vâng, xin lỗi. Vừa rồi bị tắt mic ạ, đúng không ạ? Dạ vâng. Thế em xin nói lại thông tin vừa rồi. Thế thì phía nước vừa trong một quá trình hợp tác với Hyundai Cogotech thì đã đưa về Việt Nam hai cái dòng sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ tập đoàn này. Đó chính là gì ạ? Hai sản phẩm mà anh chị đang thấy trên hình đây. Thứ nhất là sản phẩm gì ạ? Watec Lux H2QD. Đây là sản phẩm máy nano. Và thứ hai là sản phẩm gì ạ? Watec Lux ROQD. Thì những sản phẩm này có những ưu điểm vượt trội gì so với những sản phẩm trên thị trường hiện nay? Thứ nhất chúng ta biết rồi đúng không ạ? Về nguồn gốc xuất xứ thì nó được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Nên là thứ nhất về gốc xuất xứ chúng ta đã hoàn toàn yên tâm rồi. Đó, nó khác với những sản phẩm mà gì ạ, lắp đặt, lắp ráp hay là gì ạ, với những cái linh phụ kiện không rõ xuất xứ hiện nay. Đấy, với cái dòng sản phẩm nano này thì chúng ta được sử dụng công nghệ nano cải tiến. Nó có gì ạ, nó là công nghệ màng lọc sợi rỗng. Thì tí nữa em sẽ cùng với tất cả các anh chị chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn về cái công nghệ này. Và tiếp theo nó gì ạ, được tích hợp công nghệ diệt khuẩn lượng tử, là một trong những công nghệ diệt khuẩn hàng đầu hiện nay. Đó. Tiếp theo nó gì ạ, được tích hợp với tạo kiềm hydrogen, tạo khoáng, tạo kiềm hydrogen 3-in-1, là một trong những cái công nghệ độc quyền của công ty Hàn Quốc đấy cung cấp, mà hiện nay trên thị trường không có những công ty nào cung cấp cái công nghệ này. Tiếp theo với máy RO Lakedo thì sao ạ? Nó được sử dụng cái công nghệ RO đúc nguyên khối. Cái này thì giúp gì ạ? Đây là RO là một trong những công nghệ lọc quan trọng nhất trong cái máy RO đúng không ạ? Nó giúp tạo ra cái nước tinh khiết, nó tạo ra cái chất lượng nước tốt nhất cuối cùng của cái máy RO này. Thế thì cái công nghệ RO này nó quan trọng như vậy, mà nếu ạ sử dụng những cái màng RO bình thường giống như các sản phẩm trên thị trường đúng không ạ? Thì chúng ta rất là dễ sử dụng phải những cái sản phẩm những cái lõi RO nhái giả kém chất lượng. Đó. Vậy nên sản phẩm này đã sử dụng công nghệ RO đúc nguyên khối được nhập khẩu từ Hàn Quốc và rất là gì ạ, khó để có thể gì ạ, làm giả được, gần như là không có gì ạ, hàng giả, nên là gì ạ, chúng ta yên tâm để sử dụng cái công nghệ RO này. Đấy, nó được dập nổi Made in Korea ở trên cái màng RO này, chúng ta yên tâm sử dụng tuyệt đối về cái màng RO. Tiếp theo là gì ạ, cái công nghệ tiền lọc thô của nó, trước màng của nó cũng được cải tiến, sử dụng công nghệ cải tiến, mà lát nữa chúng ta sẽ cùng đi sâu về công nghệ lọc trước màng này. Nó khác biệt hoàn toàn với ba cái lọc thô bình thường các sản phẩm khác trên thị trường. Nó cũng được tích hợp công nghệ diệt khuẩn lượng tử hàng đầu như hiện nay, và đây là những cái ưu điểm vượt trội hoàn toàn của những sản phẩm này so với những cái máy trên thị trường mà chúng ta đang được nhìn thấy trên thị trường hiện nay. Chúng ta có thể có những cái máy tốt hơn, khác biệt hoàn toàn, ưu điểm vượt trội. Vậy thì trước tiên chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dòng sản phẩm H9 Lux H2QD. Đây chính là sản phẩm gì ạ? Lux Nano. Đấy, Watec Lux Nano. Vậy thì ưu điểm của sản phẩm này là gì? Thứ nhất, nó gì ạ? Không dùng điện, không nước thải. Đây là ưu điểm chung của dòng máy Nano đúng không ạ? Nó giữ nguyên khoáng tự nhiên, cũng là ưu điểm chung của dòng máy Nano. Dầu kiềm hydrogen, đây là một trong những đặc tính được tạo nên bởi lõi tạo kiềm tạo khoáng hydrogen 3-in-1.
mà chỉ có sản phẩm Quatech của chúng ta mới có thôi ạ. Tiếp theo đó là ưu điểm gì ạ? Máy được nguồn gốc xuất xứ là nhập khẩu nguyên bộ từ Hàn Quốc, và nên là chúng ta hết sức yên tâm về gốc xuất xứ. Nó lọc độc tố rất là hữu hiệu, với cái gì ạ? Công suất lọc nó gấp 3 lần những cái máy nano bình thường thị trường sử dụng công nghệ màng UF của công ty Quatech, là công nghệ là công ty gì ạ? Đi đầu thế giới về công nghệ màng lọc sợi giống. Và nó được tích hợp công nghệ diệt khuẩn lượng tử, là công nghệ diệt khuẩn tối ưu. Vậy thì chúng ta cũng đi chi tiết về những cái linh kiện phụ kiện ở trong sản phẩm này. Thứ nhất là gì ạ? Phần sử dụng lọc thô thì sử dụng công nghệ Ecomax 3 trong 1. Khác với các máy khác trên thị trường này, đúng không ạ? Có 3 cốc lọc, chúng ta thấy rằng họ thường sử dụng những cái cốc lọc PP hay là lõi sao tính rất là bình thường thôi. Cái lõi này thì ngoài thị trường cũng có rất là nhiều, và rất nhiều loại để khó biết được loại nào tốt, loại nào không tốt, đúng không ạ? Tuy nhiên cái bộ Ecomax 3 trong 1 là gì ạ? Là công nghệ duy nhất và độc quyền của công ty Quatech. Với cái cấu tạo là gì ạ? Bên ngoài là lớp gì ạ? Lớp PP 1 micron, có thể loại bỏ hoàn toàn những cái cặn bẩn, bùn đất, rỉ sét, cờ lo dư, trứng dung, trứng sán còn ở trong nước, rất là hiệu quả. Ở giữa thì gì ạ? Sử dụng cái lớp than hoạt tính được hoạt hóa ở nhiệt độ 2000 độ C. Đây là một trong những cái gì ạ? Loại than hoạt tính vô cùng là đặc biệt, với khả năng hấp thụ cao hơn rất nhiều lần so với các loại than hoạt tính hiện nay trên thị trường. Các cái loại than trên thị trường hiện nay thì thường chỉ được gì ạ? Chỉ được hoạt tính ở nhiệt độ mà khoảng trên dưới 1000 độ C thôi, nên là cái khả năng bông xốp, cái khả năng gì ạ? Hấp thụ nó không thể bằng cái loại than này của Hàn Quốc được. Đấy, nên là cái này có gì ạ? Cái khả năng có hiệu suất lọc của cái bộ này nó cao gấp 10 lần những cái bộ trên thị trường là như vậy. Và lớp trong cùng chính là gì ạ? Lớp sợi bông dệt đa lớp với kích thước khoảng 0,5 micron, giúp cho loại bỏ một lần nữa, giữ lại tất cả những cái cặn bẩn đi qua, và nó cũng giữ lại gì ạ? Những cái than nano than ở dạng rất là nhỏ như thế này, để giúp cho gì ạ? Cái than này có thể hoạt động hiệu quả hơn, và nó không bị gì ạ? Đi vào cái màng lọc. Đấy, nó khác với những cái loại than, những cái lõi lọc khác trên thị trường mà anh chị dùng một thời gian lâu ấy, thì những cái than đó chúng ta thấy rằng nó có thể đi vào cái màng lọc, đúng không ạ? Nó gây cho gì ạ? Tắc màng. Thì cái lõi này, cái bộ Ecomax này, nó được thiết kế hoàn toàn khác biệt, đấy, giúp cho cái hiệu suất lọc cao hơn gấp 10 lần, và cái hiệu quả của nó bị tốt hơn đó, và thời gian sử dụng của nó thì lại lâu hơn rất là nhiều. Cái bộ phận tiếp theo cấu thành lên cái máy nano này đó chính là gì ạ? Công nghệ màng lọc sợi giống. Đây là trong công nghệ nano cải tiến, với gì ạ? cái cấu tạo của nó được cấu tạo bởi hàng rất nhiều cái màng lọc sợi giống này, đúng chưa? Như hình ảnh mà anh chị đang thấy đây, thì cái màng lọc sợi giống này nó sẽ giúp gì ạ? Nó sẽ giúp lọc loại bỏ nốt những cái độc hại còn ở trong nước, đúng chưa? Và chỉ cho gì ạ? Nước tinh khiết và muối khoáng có lợi đi qua mà thôi. Giúp cho chúng ta gì ạ? Có một nguồn nước vừa sạch vừa an toàn, đúng chưa? Lại vừa gì ạ? Vừa giữ được những cái khoáng chất có lợi trong nước. Đấy, với cái công suất lọc lớn hơn rất là nhiều lần so với những cái màng lọc nano bình thường, gấp khoảng 3 lần, đúng chưa? Tức là cái công suất lọc của nó khoảng từ 400 đến 500 lít một giờ. Đấy, đối với máy NO thì nó gấp khoảng gì ạ? 40 đến 50 lần cái máy NO bình thường. Mà công suất là 10 lít hiện nay, đúng chưa ạ? Thì nó gấp khoảng 450 lần. Đấy, còn đối với cái máy nano bình thường hiện trường thì công suất nó chỉ khoảng trên dưới 100 lít, thì nó gấp khoảng gì ạ? Gấp khoảng 3 lần đến 4 lần cái máy nano bình thường trên thị trường này. Chúng ta thấy rằng gì ạ? Đây là cái sự ưu điểm vượt trội này, giúp cho gì ạ? Cái sản phẩm này có thể sử dụng tốt ở trong gia đình để phục vụ chúng ta, ngoài việc gì ạ? Chúng ta có thể là sử dụng cho việc ăn uống thì nấu nướng vô cùng thoải mái, đúng không ạ? Thậm chí là chúng ta có thể là gì ạ? Để rửa hoa quả, đúng không ạ? Rửa rau ở nước cuối cùng cũng rất là thoải mái luôn để sử dụng. Đấy, và một số những khách hàng có hỏi là muốn lắp những cái máy công suất 50 lít, 100 lít trên giờ ở những cái nơi trường học, đúng không ạ? Công sở, đấy, những cái nơi căng tin hay là những cái nơi mà cần có số lượng nhiều người uống sử dụng được, thì thay vì lắp những cái máy đắt tiền như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái máy nano công suất lớn này với công suất đến 450 lít một giờ, đúng không ạ? Thoải mái để lắp cho những cái nơi như trường học, như là căng tin, đúng không ạ? Như là công ty, công sở, những cái nơi có nhiều sử dụng, chúng ta hoàn toàn có thể lắp những cái máy như này đó để sử dụng cho rất nhiều người được. Tiếp theo là gì? Ở sau lõi thì có những cái gì? Chúng ta có bổ sung chức năng
cho máy nano, đó là lõi tạo kiềm tạo khoáng hydrogen 3-in-1. Được gì ạ? Ở đây chúng ta thấy rằng sản phẩm này là sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc, nên là cái lõi này gì ạ, nó hoàn toàn yên tâm được sử dụng công nghệ gì ạ, công nghệ khoáng biển sâu được lấy từ những san hô biển sâu, giúp cho gì ạ, cái khoáng này hoàn toàn tự nhiên, an toàn cho sức khỏe, cũng như là gì ạ, nó có giúp tăng độ pH trong nước, là một trong những cái yếu tố vô cùng quan trọng mà chúng ta để tìm hiểu sâu hơn về những cái tính năng này thì chúng ta hãy cùng xem một cái thí nghiệm sau đây. Xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng tìm hiểu một cái thí nghiệm của siêu nước về cái lõi này. Một cái thí nghiệm để xem sự khác biệt. Sau đây chúng ta sẽ làm một cái thí nghiệm để xem sự khác biệt giữa của cái lõi vừa tạo khoáng, vừa tạo kiềm và vừa tạo hydrogen trong nước. Ở phía bên này là một công nước cho máy lọc nước thông thường, và phía bên này chính là qua cái máy lọc nước có lõi tạo khoáng, tạo kiềm và tạo hydrogen. Đây là bước đo hydrogen ở trong nước, và chúng ta sẽ ngay lập tức đo với công nước qua máy lọc nước thường. Thì chúng ta nhìn thấy chỉ số của nó là 0, đúng không? Không có sự biến đổi. Còn chỉ số bên máy lọc nước đã có lõi tạo kiềm, tạo hydrogen trong nước thì chỉ số nhảy rất nhanh. Chỉ số hydrogen ở đây đang là hơn 700 và vẫn đang tiếp tục tăng. Chỉ số hydrogen tăng rất cao. Ở thí nghiệm thứ hai thì chúng ta sẽ đo về độ pH ở trong nước, xem có gì sự biến đổi khi mà sử dụng lõi vừa tạo khoáng, vừa tạo kiềm, vừa tạo hydrogen hay không. Thì ở trên tay đây là một cái lọ thuốc thử pH, nó giống như quỷ tím hóa học nhưng dưới dạng dung dịch, và sau khi chúng ta nhỏ một lượng bằng nhau và trong hai cái cốc nước chuẩn bị sẵn ở đây thì nó sẽ biến đổi màu theo cái dải màu pH này. Sau đây chúng ta sẽ nhỏ một lượng bằng nhau vào hai cái cốc nước chuẩn bị sẵn này. Đầu tiên là cốc nước mà qua máy lọc nước thường, 7 giọt. Thứ hai là chúng ta qua một máy lọc nước đã có sử dụng lõi tạo kiềm, tạo hydrogen, cũng 7 giọt. Ngay lập tức là chúng ta thấy sự khác biệt giữa hai cốc nước, đúng không ạ? Một bên là cốc nước qua máy lọc nước thường thì có màu xanh, tức là đang ở khoảng trung tính. Còn một bên là qua máy lọc nước có sử dụng lõi tạo khoáng, tạo kiềm và tạo hydrogen trong nước thì nước có màu tím, đúng không ạ? Tức là nước mang tính kiềm. Thì với tính kiềm như này thì nó sẽ giúp chúng ta được cân bằng axit ở trong cơ thể, từ đó ngăn những cái loại bệnh gây nên bởi dư axit, trong đó có dạ dày, trong đó có gút do dư axit uric. Một là nước có tính chất kiềm nhẹ, pH 8,5. Cái xu hướng của cơ thể mình ăn các thức ăn bình thường gồm có tinh bột này, mỡ này, đạm này đều có một cái sản phẩm trung gian là axit. Thì mà khi mà axit như vậy thì cơ thể mình nó còn có một cơ chế để nó cân bằng cái axit kiềm, cân bằng nội môi của cơ thể. Thì chính cái pH kiềm, pH 8,5 rất tốt cho cái việc là cân bằng cái nội môi cho cơ thể, cân bằng axit base. Cái thứ hai là nước có cái chất điện giải, mà chất điện giải là rất cần cho cơ thể mình, đặc biệt cho chuyển hóa năng lượng. Nếu mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt là các loại thịt và thịt đỏ, thì nó sẽ làm cho cái pH ở trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta xuống thấp nữa. Và khi nào mà pH nó quá thấp thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng xấu đến cái chuyển hóa tế bào. Và thường thường người ta lại cân bằng lại bằng cách là chúng ta sẽ ứng dụng cái nước mà có pH ở cái mức độ kiềm. Và ứng dụng của cái việc mà sử dụng nước có pH kiềm chính là ở chỗ là làm cân bằng lại cái quá trình chuyển hóa. Sau đây chúng ta sẽ làm một cái thí nghiệm để xem sự khác biệt. Vâng, vừa rồi thì anh chị và chúng ta đã cùng đi xem một cái video thí nghiệm, cũng như là những cái lời chia sẻ của những cái chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực y học, khoa học, đúng không ạ? Thì có chia sẻ vấn đề gì ạ? Tại sao chúng ta cần phải sử dụng nước có bổ sung kiềm, đúng không ạ? Có cái tính kiềm là tại vì sao ạ? Tại vì chúng ta hàng ngày khi chúng ta ăn uống, đúng không ạ? Khi chúng ta sinh hoạt, thậm chí chúng ta stress căng thẳng thì cái việc gì ạ? Cơ thể chúng ta đều sản sinh ra axit, và axit là một trong những cái yếu tố, cái môi trường giúp gì ạ? Khiến cho gì ạ? Khiến cho cái bệnh tật của chúng ta nó phát sinh. Đấy, ví dụ như là đau dạ dày, đúng không ạ? Ví dụ như là bị bệnh gút cũng đều do axit, đúng không ạ? Hay là việc chúng ta bị đau cơ chuột rút khi chúng ta hoạt động nặng cũng là gì ạ? Cũng là do axit.
Và đặc biệt trong một trong những nghiên cứu của một trong những giải Nobel vào năm 1931 của các nhà khoa học thì đã nêu ra vấn đề là gì ạ? Cái tế bào ung thư ấy, thì nó phát triển rất là mạnh ở trong cái môi trường axit. Vậy nên là gì ạ? Khi chúng cơ thể ra quá dư thừa axit thì gì ạ? Cái việc tế bào ung thư nó sẽ là dễ phát triển và rất là đến nguy cơ dễ bị ung thư hơn, đúng không ạ? Ngược lại với gì ạ? Với cái việc là cơ thể chúng ta được bổ sung cái nước kiềm sẽ giúp gì ạ? Trung hòa những axit dư thừa đó, giúp đến cơ thể có gì ạ? Có cái môi trường kiềm tính cao hơn, dẫn đến là cái tế bào khỏe mạnh sẽ phát triển tốt hơn, cho nên cơ thể chúng ta sẽ khỏe hơn và khả năng gì ạ? Phòng chống ung thư sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó là một trong những cái lý do mà chúng ta nên sử dụng nước kiềm là như vậy. Vậy thì sản phẩm này của chúng ta đã được tích hợp lõi tạo kiềm gì ạ? Kiềm ở đây nó rơi vào khoảng mức độ từ 8,5 cho đến 9,5 là một trong mức độ rất là tốt cho cơ thể đúng không ạ, để chúng ta có thể uống được. Đấy. Và hơn thế nữa là gì ạ? Sản phẩm này cũng gì ạ? Giúp tạo gì ạ? Tạo hydrogen. Hydrogen là một chất chống oxy hóa mạnh đúng không ạ? Giúp trung hòa những cái gốc tự do trong cơ thể. Và chúng ta biết rằng gốc tự do là những cái gốc được tạo nên bởi việc oxy hóa đúng không ạ? Và khi chúng ta gì ạ? Trung hòa những gốc tự do đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ giúp cho giảm các cái bệnh và gì ạ? Giảm lão hóa trong cơ thể. Vì những gốc tự do, những cái oxy hóa là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến gì ạ? Lão hóa rất là nhanh. Vậy nên là nước với hydrogen thì giúp gì ạ? Giảm lão hóa, giúp chúng ta gì ạ? Phòng chống bệnh tật rất là tốt. Vậy nên là sản phẩm này ngoài những cái nước sạch thì chúng ta còn có nước tốt để sử dụng, đó là nước kiềm và hydrogen anh chị nhé. Đó. Và tiếp theo cái công nghệ bổ sung sau màng tiếp theo độc quyền mà sản phẩm Watech có là gì? Thì đó chính là gì ạ? Sử dụng công nghệ diệt khuẩn lượng tử Made in Canada. Thì cái công nghệ này nó có ưu điểm vượt trội gì? Thì công nghệ này được sinh ra dành cho máy nano, phải nói là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nó không dùng điện. Khác với cái công nghệ diệt khuẩn đa phần trên thị trường hiện nay, một số nhà sử dụng đó là sử dụng điện UV. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng gì ạ? Tại sao rất nhiều hãng họ hiện nay họ đã bỏ đèn UV? Bởi vì cái đèn UV thứ nhất là dùng điện phức tạp, thứ hai là nó rất là nhanh cháy bóng. Vậy nên là gì ạ? Khi cháy bóng thì nó gây phiền hà cho khách hàng sử dụng, nên họ gần như đã gì ạ? Bỏ quên đi mất cái việc diệt khuẩn sau màng. Mà chúng ta biết rằng việc diệt khuẩn sau màng là một trong những cái gì ạ? Cái yêu cầu hết sức quan trọng để chúng ta có một cái sản phẩm máy lọc nước tốt. Bởi vì theo như sự nghiên cứu và sự công bố của các nhà học thì việc diệt khuẩn sau màng đó là một cái hết sức là cần thiết, bởi vì cái màng lọc nó không loại bỏ hoàn toàn những cái vi khuẩn mà vẫn còn rất nhiều những cái nguy cơ mà bị nhiễm khuẩn sau màng lọc. Vậy nên việc diệt khuẩn sau màng là vô cùng quan trọng và cần thiết, mà chúng ta nhất thiết phải có để có nguồn nước an toàn tuyệt đối, đặc biệt là với cái tình trạng nước bị ô nhiễm nhiều như tình trạng nước ở Việt Nam hiện nay. Đó. Và để tìm hiểu kỹ hơn về cái lõi diệt khuẩn lượng tử này có những lợi ích như thế nào thì sau đây xin mời các anh chị chúng ta lại đi xem một video nữa về của nhà khoa học nói về cái dòng sản phẩm này. Vâng ạ, xin mời anh chị chúng ta cùng xem video. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ lượng tử được biết đến là một lĩnh vực mới trong vật lý kỹ thuật và được chuyển tiếp ứng dụng nhiều trong công nghệ du hành vũ trụ hay sản xuất các loại vật liệu mới. Gần đây, giới khoa học đã có một bước đột phá quan trọng trong việc ứng dụng lượng tử vào công nghệ lọc nước, mang đến nguồn nước an toàn cho người sử dụng. Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây. Khái niệm về vật lý lượng tử giúp miêu tả thế giới ở cấp độ nguyên tử được hình thành từ đầu thế kỷ 20. Khoảng 10 năm trước, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ lượng tử trong ngành lọc nước. Qua quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Đại học Bắc Carolina, Hoa Kỳ đã thấy được sự hiệu quả của các hạt lọc diệt khuẩn lượng tử trong lọc nước, từ đó tạo ra nguồn nước an toàn cho con người. Vật liệu lượng tử tạo ra một trường điện tích dương. Ngay lập tức khi vi khuẩn tiếp xúc, nó sẽ bị xé toạc, lấy đi các electron và bị tiêu diệt hoàn toàn. Các kết quả thực nghiệm cho thấy công nghệ lượng tử có khả năng diệt khuẩn cao, ngay cả bào tử khuẩn kỵ khí khó tiêu diệt nhất.
tốc độ diệt khuẩn nhanh, chỉ khoảng 1 phần 10 giây đầu tiên khi tiếp xúc, vi khuẩn đã chết hoàn toàn. Tính hiệu quả, khả năng diệt khuẩn của hạt lọc lượng tử QD được thử nghiệm kỹ lưỡng bằng cách cấy khuẩn nước đầu vào và kết quả cho thành phẩm đầu ra sạch khuẩn. Quá trình thử nghiệm diễn ra trong suốt 8 năm tại các phòng thí nghiệm uy tín nhất thế giới tại Mỹ, Trung Quốc và Pháp. Giải pháp này cũng được đánh giá có tính bền vững và thân thiện với môi trường khi có yếu tố 5-0. Không dùng điện, không dùng hóa chất, không nước thải, không tái nhiễm khuẩn, không có sản phẩm phụ sinh ra sau diệt khuẩn. Có thể nói, đây là một bước ngoặt rất quan trọng trong công nghệ lọc nước, giúp giải quyết mối quan ngại của nhiều chuyên gia và người tiêu dùng về khả năng diệt khuẩn thực sự của màng lọc RO và nano. Nhiều nghiên cứu và khảo sát cho thấy nguy cơ vi khuẩn trú ngụ trong các lõi lọc và màng lọc của máy lọc RO và nano. Bên cạnh đó, vi khuẩn vẫn có nguy cơ tái nhiễm từ môi trường xung quanh. Với các nghiên cứu mới, các hãng sản xuất máy lọc nước uy tín tại Mỹ và châu Âu đã ứng dụng rộng rãi công nghệ lượng tử cho việc lắp thêm cho máy lọc nước RO và nano trước khi ra vòi, cùng các ứng dụng diệt khuẩn khác cho nước ăn uống. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy diệt khuẩn lượng tử ứng dụng tối ưu cho các hệ thống lọc nước tinh khiết công nghiệp, máy lọc nước RO và nano gia đình. Ngoài ra, lõi lọc lượng tử còn ứng dụng diệt khuẩn nước cho nông nghiệp, chăn nuôi và bể sục gia đình. Khi nguồn nước ở Việt Nam có thể đang đối diện với nguy cơ nhiễm vi sinh, chất lượng nước không ổn định, giải pháp máy lọc nước vẫn có nguy cơ tái nhiễm vi khuẩn do thói quen lưu cữu nước trong bình chứa và không thay lõi lọc định kỳ của người sử dụng. Sự hiện diện của lõi lọc lượng tử sẽ mang đến một cơ hội tốt để người dân được tiếp cận với công nghệ diệt khuẩn tối ưu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nguồn nước, vốn vẫn tiềm ẩn nhiều mối lo ngại về nguy cơ nhiễm khuẩn. Vâng, và vừa rồi thì anh chị và chúng ta đã cùng tìm hiểu qua về cái thông tin về lõi diệt khuẩn lượng tử, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng rất nhiều cái ưu điểm vượt trội của sản phẩm này, và hiện nay nó đang là một trong những nó chính là công nghệ hàng đầu, chứ không phải nói là trong những nữa, mà thực tế nó là đang là công nghệ diệt khuẩn hàng đầu rồi ở trên hiện nay, mà đã được các nhà khoa học nghiên cứu trong suốt vòng 8 năm, đúng không ạ? 8 năm nghiên cứu ở rất nhiều những cái viện nghiên cứu hàng đầu thế giới như ở Mỹ, ở Pháp hay là ở Trung Quốc. Vậy nên là sản phẩm này cũng đang là Watech đang là một sản phẩm duy nhất và độc quyền hiện nay trên thị trường đang được ứng dụng công nghệ diệt khuẩn lượng tử này để giúp chúng ta có một cái sản phẩm nước uống hoàn toàn yên tâm về diệt khuẩn, đặc biệt đối với những nguồn nước nguy cơ ô nhiễm rất là cao như Việt Nam. Đó, đấy là một trong những cái thông tin rất là tuyệt vời khi anh chị chúng ta lựa chọn một cho mình một sản phẩm uy tín chất lượng. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu cái dòng sản phẩm thứ hai, đó là sản phẩm lắc RO. Lắc RO PD thì ưu điểm của sản phẩm này gì ạ? Thứ nhất, cũng giống như sản phẩm Watech lắc nano thì sản phẩm này cũng được nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Sản phẩm này có khả năng lọc độc tố vô cùng hữu hiệu, đó, và nó thích hợp với nhiều nguồn nước hơn sản phẩm nano. Và đặc biệt nó cũng được tích hợp cái công nghệ diệt khuẩn lượng tử để giúp chúng ta diệt khuẩn an toàn tuyệt đối với nước đầu ra. Thế chúng ta cùng nhau đi chi tiết về bên trong sản phẩm này xem có những cái gì. Ở đây là cấu tạo cơ bản của sản phẩm Watech Lux RO. Thứ nhất, khác biệt hoàn toàn với những dòng sản phẩm trên thị trường hiện nay sử dụng cái bộ lọc thô ba cốc lọc, thì sản phẩm Lux RO QD này sử dụng cái bộ lọc thô chính là bộ EcoBag, tương tự như cái máy nano chúng ta vừa tìm hiểu, đúng không ạ? Giúp cho cái máy có cái hiệu suất lọc nó cao hơn gấp 10 lần cái bộ lọc thô thông thường, hiệu quả lọc tốt hơn, thời gian sử dụng của cốc lọc này lâu hơn rất là nhiều. Đấy, nó sử dụng được đến 34.000 lít, tương đương với khoảng từ 5 đến 7 năm sử dụng chúng ta mới phải thay thế. Hơn nữa là giúp cho máy có cái không gian nó nhỏ gọn hơn rất nhiều so với những cái máy RO thông thường trên thị trường, để chúng ta có thể bày biện ở trong không gian bếp của chúng ta đẹp hơn, gọn gàng hơn. Đấy. Tiếp theo là cái công nghệ thứ hai đó chính là màng lọc. Chúng ta thấy đây màng lọc RO sử dụng màng lọc đúc nguyên khối,
như ở đây đúng không ạ, màng lọc được đúc nguyên khối ở trong này đây ạ. Đây chính là màng lọc RO được đúc nguyên khối như hình đây. Trên có dập nổi là gì ạ? Made in Korea. Màng lọc này sử dụng gì ạ? Cái công nghệ từ Hàn Quốc, dẫn đến là gì ạ? Cái hiệu quả lọc tốt hơn và bền hơn rất là nhiều so với những cái màng lọc bình thường trên thị trường hiện nay chúng ta mà thường thấy, đúng không ạ? Và thứ hai là với cái công nghệ đúc nguyên khối này rất là khó để gì ạ? Để có thể làm giả làm nhái. Chúng ta yên tâm sử dụng sản phẩm gì ạ? Chất lượng đảm bảo. Đấy. Và để cung cấp áp suất để lọc qua cái màng này thì chúng ta có cái bơm đấy ạ, bơm nhập khẩu nguyên bộ từ Hàn Quốc. Đấy, thì cái bơm này có cái công suất rất là tốt và khả năng vận hành vô cùng êm ái và bền bỉ. Đấy, nó có thể gì ạ, sử dụng cho chúng ta sử dụng trong nhà nó êm hơn rất nhiều. Có rất nhiều khách hàng phàn nàn về vấn đề là gì ạ, máy lọc nước nó bị ồn, nó bị kêu, đúng không ạ? Thì với việc chúng ta sử dụng cái bơm nhập khẩu Hàn Quốc này thì máy sẽ sử dụng êm ái và bền bỉ hơn rất là nhiều so với những dòng máy nhập khẩu Trung Quốc trên thị trường hiện nay đó. Và đi qua cái lõi RO này thì chúng ta đến cái gì ạ, đến cái lõi carbon. Lõi carbon này giống như là chúng ta hay gọi là TO3 đúng không ạ, thì nó là lõi làm ổn định nước. Sau khi như chúng ta biết thì sau khi đi qua màng RO thì nước nó sẽ gì ạ, sẽ mất đi một số tính chất dẫn đến nước, cái vị nước nó không còn ngon, nó bị chua. Thì thông qua cái lõi này nó sẽ giúp gì ạ, loại bỏ những cái sự khó chịu đó trong nước, giúp cho nước uống mềm hơn, ngọt hơn, đúng không ạ, dễ uống hơn, cái mùi vị uống nó dễ chịu hơn rất là nhiều, rất là ngon, nước ngon rất là nhiều. Và cuối cùng là gì ạ, nước sẽ được, trước khi ra vòi thì sẽ được đi qua cái lõi diệt khuẩn điện tử đây, giúp cho nước diệt khuẩn an toàn tuyệt đối để chúng ta có nguồn nước sạch an toàn. Và để tích trữ nước cho cái máy này thì chúng ta có cái bình áp ở đây ạ. Đấy là bình áp cũng nhập nguyên chiếc Hàn Quốc luôn đúng không ạ? Bình áp này an toàn, đẹp, gọn nhẹ, có áp lực nước rất là tốt. Đấy, và bền bỉ. Và ngoài vòi chúng ta thì dạ, chúng ta được cung cấp cái vòi cũng nhập khẩu với Hàn Quốc, đó là vòi inox 304, đúng chưa? Giúp cho cái nước của chúng ta đi ra vòi hoàn toàn yên tâm. Nó khác biệt với những cái vòi kim loại bình thường thị trường được mạ chrome trông rất là sáng bóng, nhưng đặc biệt trong quá trình sử dụng những cái kim loại nặng, những cái chrome đó nó sẽ gì ạ, nó sẽ đi vào trong nước, nó sẽ bị trôi vào nước, dẫn đến là gì ạ, mất an toàn trong nguồn nước, đúng chưa, bị nhiễm kim loại nặng trở lại sau khi chúng ta lọc rồi. Đây là một những cái mà chúng ta hoàn toàn gì ạ, nên tránh. Thì cái vòi đây chúng ta là vòi inox 304 an toàn tuyệt đối để sử dụng. Và chúng ta thấy rằng gì ạ, cái cấu tạo của cái máy RO này nhìn thì rất đơn giản đúng không ạ, nhưng sử dụng thì lại rất an toàn đúng không ạ, và hiệu quả. Đấy, thì đây là gì ạ, những cái cấu tạo hết sức cơ bản của cái máy RO mà chúng ta biết. Ở ngoài ra thì tất cả những cái van, những cái nguồn điện này thì cũng là gì ạ, cũng là những cái loại tốt để chúng ta sử dụng, nó ít khi hỏng hóc đúng không ạ, rất an toàn và bền bỉ cho cả sản phẩm này. Thì để chúng ta dễ dàng biết cách làm sao để lựa chọn sản phẩm lắc nano hay lắc RO thì ở đây nước có cái bảng so sánh ở đây để anh chị chúng ta dễ dàng lựa chọn là mình nên lắp sản phẩm nào. Thứ nhất, đây là hình ảnh sản phẩm. Thì khác biệt ở sản phẩm này chính là ở bình áp đúng không ạ, máy RO thì sẽ có bình áp, còn máy nano thì không có bình áp đúng không ạ. Đây là nhìn để chúng ta phân biệt được hai sản phẩm này. Giá bán của máy nano sẽ là 10.900.000, còn máy RO sẽ là 11.200.000. Công nghệ lọc thì đương nhiên đúng không ạ, máy nano thì dùng công nghệ lọc nano, còn máy RO thì dùng công nghệ lọc RO. Và đặc điểm của các dòng máy nano thì luôn là gì ạ, cần nguồn nước đầu vào phải là nước sạch, nó phải là nước máy thành phố đúng không ạ. Còn ví dụ như nước giếng đào hoặc là nước máy ở một số vùng nông thôn nó chưa được xử lý tốt lắm thì chúng ta nên lắp máy RO để có nguồn nước ra an toàn hơn. Nên nguồn ưu điểm của RO này là gì ạ, sử dụng nguồn nước đa dạng hơn rất là nhiều. Và đặc điểm của máy, tất cả dòng máy nano luôn là gì ạ, luôn là không dùng điện và không có nước thải. Cho nên là khi gia đình chúng ta ở thành phố dùng nước sạch thì nên lắp máy nano hay RO ạ, thì đương nhiên là nên lắp máy nano hơn đúng không ạ, bởi vì nó không dùng điện và không nước thải nên chúng ta lắp đặt và sử dụng nó sẽ đơn giản, dễ dàng hơn rất nhiều, và công suất lọc của nó cũng gì ạ, nhiều hơn rất nhiều so với cái máy RO. Tuy nhiên là khi chúng ta ở nông thôn, chúng ta ở những cái vùng nước mà chúng ta không đảm bảo thì chúng ta nên lắp máy RO, và nó sẽ dùng điện để tạo áp lực để gì ạ, đẩy những cái chất thải ra khỏi nguồn nước đúng chưa? Và đương nhiên là khi đẩy ra nguồn nước thải đó ra, nước thải này sẽ đem theo những cái gì ạ, những cái độc tố ra khỏi nước, giúp chúng ta có nước tinh khiết và an toàn hơn.
Và hai dòng máy này thì đều có dạ, tích hợp công nghệ thực phẩm điện tử. Còn máy nano H2, có chữ H2 đúng không ạ? H2 ở đây chính là hydrogen đấy đúng không ạ? Thì nhìn chúng ta nhìn ký hiệu chúng ta biết rằng có chữ H2 tức là có gì ạ? Có kiềm hydrogen rồi. Còn cái máy RO này thì sản phẩm nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc, nó chưa được tích hợp công nghệ kiềm hydrogen. Tuy nhiên có một cái thông tin rất là vui, rất là đặc biệt cho tất cả anh chị chúng ta xem cái chương trình ngày hôm nay, đó là khi chúng ta đặt mua cái sản phẩm lắc RO trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được tặng kèm theo gì ạ? Một cái lõi kiềm hydrogen 3-in-1 giúp cho nâng cấp cái máy này lên từ cái máy nguồn nước sạch thành nước máy nước tốt đúng không ạ? Đây là một thông tin vô cùng đặc biệt. Vậy thì tôi sẽ nhắc lại một nữa để các anh chị chúng ta biết cách chọn hai sản phẩm này, đó là gì ạ? Máy nano thì sử dụng cho nước máy thành phố nguồn nước sạch đúng không ạ? Còn máy RO thì chúng ta sẽ sử dụng cho đa dạng nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước, những nguồn nước giếng, nước mưa hay là nước gì mà chưa yên tâm đúng không ạ, thì chúng ta sẽ sử dụng máy RO. Đây là cách lựa chọn sản phẩm. Và đây là những chứng nhận, chứng chỉ ở trong nước và ngoài nước để chúng ta có thể yên tâm sử dụng hai dòng sản phẩm này. Đây là những chứng chỉ, chứng nhận từ gì ạ? Từ Đức, từ châu Âu, hay là những chứng chỉ ISO 9001, ISO 14001 được cấp cho dòng sản phẩm Watech này. Đây là những chứng nhận quốc tế. Còn ở Việt Nam thì những sản phẩm này đã được kiểm nghiệm ở Tổng cục Đo lường Chất lượng 1, đều đạt những cái kết quả thử nghiệm cho nước đầu ra an toàn tuyệt đối, nước đạt tiêu chuẩn sử dụng để uống, ăn uống trong gia đình. Đó, để chúng ta có thể là yên tâm về những tất cả những chứng chỉ chứng nhận của sản phẩm này. Trước khi chúng ta mua một sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm liên quan sức khỏe, thì chúng ta cần phải quan tâm đến tất cả những chứng chỉ chứng nhận của sản phẩm đó đúng không ạ? Thì những sản phẩm Watech mà Thế Giới Nước cung cấp đều có đầy đủ những chứng chỉ chứng nhận này để các anh chị chúng ta yên tâm lựa chọn anh chị nhé. Về cái bảo hành thì sao? Sản phẩm này được bảo hành 2 năm ở trên toàn quốc anh chị nhé. Đấy, đây là gì ạ? Công nghệ 4.0 đúng không ạ? Bảo hành điện tử. Tất cả sản phẩm đều được dán tem bảo hành. Các anh chị chúng ta chỉ cần việc cào những cái mã cào này ra để chúng ta lấy cái mã. Cái mã cào này thứ nhất là gì ạ? Để chúng ta xác nhận được đây là hàng chính hãng hay là gì ạ? Hàng giả. Nếu như hàng giả thì chúng ta sẽ biết được ngay đúng không ạ? Còn hàng chính hãng thì cái mã cào này khi chúng ta cào lấy mã lấy series này gửi về cái số bảo hành ở đây 8099 đây thì chúng ta sẽ xác nhận thì được kích hoạt bảo hành và xác nhận được đây là hàng thật, hàng chính hãng anh chị nhá. Đấy, đây là tem tích hợp vừa chống hàng giả vừa bảo hành điện tử. Đấy, thì giúp chúng ta lợi ích là gì ạ? Đấy là nếu như một số cửa hàng họ yêu cầu là phải có phiếu bảo hành đúng chưa ạ? Thì mới bảo hành. Thì trong quá trình anh chị chúng ta sử dụng đã quên mất, chúng ta làm mất phiếu bảo hành đó, chúng ta quên cho máy giặt mất, hỏng mất thì sao? Thì cái bảo hành, những khi bảo hành thì họ bảo là không có phiếu, thì không bảo hành thì gì ạ? Cho nên là rất là phiền hà với khách hàng đúng chưa ạ? Nhưng cái việc bảo hành điện tử này giúp cho lợi ích là gì ạ? Chúng ta có mất phiếu bảo hành chăng nữa, chúng ta vẫn được bảo hành trong vòng 2 năm ở trên toàn quốc. Chỉ cần chúng ta gì ạ? Có cái điện thoại, chúng ta đã gì ạ? Gửi cái thông tin cái series này về về trên gì ạ? Về hãng thì sẽ đều được bảo hành trong bất kỳ cái trường hợp chúng ta có phiếu hay không có phiếu anh chị nhé. Đây là cái lợi thế của cái bảo hành điện tử mà chúng ta đang có. Và đây là gì ạ? Chương trình vô cùng đặc biệt cho tất cả anh chị khách hàng chúng ta đang xem cái chương trình của ngày hôm nay ạ. Chúng ta sẽ có hai cái chương trình quà tặng dành cho hai sản phẩm. Thứ nhất là đối với sản phẩm nano, sản phẩm lắc nano thì chúng ta đang được tặng gì ạ? Tặng kèm một vòi sen Purem nhập khẩu nguyên, cũng nhập khẩu từ Hàn Quốc ạ. Cái vòi sen này có rất nhiều cái tính năng như là gì ạ? Tăng áp lực nước, lọc nước, massage diệt khuẩn đúng không ạ? Đó, thì rất nhiều cái tính năng và tiết kiệm nước đúng không ạ? Đấy, đây là những cái tính năng của vòi sen Purem này. Thì giá trị của cái vòi sen này hiện nay đang được bán là gì ạ? 1.200.000 đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục được tặng thêm là gì ạ? Hai cái lõi lọc đi kèm với gì ạ? Với cái cốc lọc thô. Thì sản phẩm này khi bán ra thì cũng được tặng kèm luôn cốc lọc thô để chúng ta có thể gì ạ? Lọc cặn trước khi rửa máy. Đó, thì sẽ được tặng kèm luôn hai cái lõi lọc PP sử dụng cho cốc lọc thô này để chúng ta có thể thoải mái sử dụng trong vòng từ gì ạ? 5.5 đến 2 năm, yên tâm chúng ta không phải lo về lõi lọc thay thế. Đấy, còn đối với sản phẩm lắc RO thì chúng ta có những quà tặng gì? Thứ nhất là gì ạ? Sản phẩm này anh chị được tặng kèm ngay một cái lõi tạo kiềm tạo khoáng hydrogen 3-in-1 như vừa nói ở trên đúng không ạ? Để chúng ta nâng cấp cái máy này từ máy nước tinh khiết trở thành máy lọc nước tốt. Đấy, giúp cho chúng ta có nguồn nước tốt cho sức khỏe đúng không ạ?
Vì Hương Nước rất mong các anh chị trong cái thời gian dịch bệnh này chúng ta có những cái nguồn nước tốt để chúng ta bảo vệ sức khỏe của cho các anh chị, cho khách hàng. Đó là niềm vui của Hương Nước. Và tiếp theo chúng ta cũng được tặng kèm ngay một cái sen vòi Purelane của Hàn Quốc. Rất nhiều tính năng vừa nói trên đúng chưa? Vừa lọc, vừa massage, vừa tăng áp lực nước, đúng chưa? Rất nhiều cái tính năng. Đó, đây là những chương trình đặc biệt mà các anh chị chúng ta tham dự trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Chúng ta hãy nhanh tay đặt hàng vì chỉ có 50 suất hàng, 50 suất thôi ạ, đúng không ạ? 50 suất để cho mỗi một sản phẩm này. Và đã có rất nhiều anh chị trong thời gian chương trình từ ngày 7 chúng ta đã tham gia chương trình rồi, nên là cái lượng khuyến mãi này nó sẽ gì ạ, nó sẽ không còn nhiều. Nên anh chị chúng ta đang chương trình này thì chúng ta hãy nhanh tay đặt hàng để được hưởng khuyến mãi của chương trình ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị chúng ta đã xem hết những cái slide thông tin về sản phẩm, những chương trình khuyến mãi vừa rồi ạ. Thì sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đi tập hộp, đi xem trực tiếp, đúng không ạ, sờ tận tay xem tận mắt cái sản phẩm này được trưng bày ở trên cái showroom của Hương Nước. Sau đây thì xin mời anh chị chúng ta cùng hướng mắt về màn hình nhỉ, để chúng ta cùng xem. Sau đây thì chúng ta hãy cùng xem cái camera sau đây ạ. Vâng, để em sẽ mở camera này. Vâng, các chị chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh ở đây chưa? Vâng, chào anh chị. Và đây là những sản phẩm Watek Lắc Nano và Lắc Euro của chúng ta. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy là trực quan bên ngoài chúng ta sẽ có hiện hai màu sắc, đó là màu đen, màu chủ đạo là màu đen, ở đây là màu trắng á, ở đen là màu trắng. Đây là hai màu sắc chủ đạo của sản phẩm này. Đấy, thì tầng quan bên ngoài thì sản phẩm được làm bằng việc bằng kính cường lực vô cùng chắc chắn. Thì ở đây kính cường lực rất là chắc chắn, sản phẩm rất là nhỏ gọn, đúng không ạ? Rất nhỏ gọn để lắp đặt trong gia đình, rất là đẹp, sang trọng, nhỏ gọn, chắc chắn. Đó. Ở bên ngoài đây chúng ta thấy là gì ạ? Sẽ thấy là những cái tem của sản phẩm ở đây. Tem biểu hiện những cái công nghệ ưu việt của sản phẩm. Đây là gì ạ? Tem Quantum là gì ạ? Công nghệ diệt khuẩn điện tử ưu việt. Thứ hai là gì ạ? H2 đây là gì ạ? Công nghệ hydrogen. Đây là một trong những cái công nghệ ưu việt của sản phẩm này. Đấy, và chúng ta cùng nhau mở ra xem bên trong sản phẩm có gì ạ? Vâng, ở đây chính là hình ảnh ở bên trong sản phẩm ạ. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ thấy là đây là bộ EcoMat, là bộ tiền lọc thô của sản phẩm này, có hiệu suất cọc rất là lớn, đúng chưa? Đấy, được lắp vào đây thì nước sẽ đi qua bộ EcoMat này. Chúng ta thấy hình ảnh đây đúng không ạ? Tiếp theo là là lõi lọc UF, màng lọc UF với công suất lớn gấp 3 lần những cái công nghệ lọc nano bình thường trên thị trường hiện nay, giúp cho máy này có một công suất lọc vô cùng lớn mà chúng ta hoàn toàn có thể lắp đặt ở ở không chỉ ở trong gia đình mà có thể lắp đặt ở trường học, bệnh viện hay là những cái nơi nào mà chúng ta cần có phải có nước sử dụng công suất lớn, căng tin đúng chưa, ở công ty đó. Anh chị thấy xem truyền hình như này đúng không ạ? Và tiếp theo đây ạ, ở đây chúng ta có có lõi tạo kiềm, tạo khoáng hydrogen 3-1 được tích hợp sẵn ở trong sản phẩm này, lắp đặt rất là gọn nhẹ ở trong sản phẩm, giúp cho sản phẩm này ngoài vấn đề là nước sạch, chúng ta còn có nước tốt, nước buộc bù khoáng, nước có độ pH
tính kiềm, mang tính kiềm rất là tốt cho sức khỏe, và nước có hydrogen, đúng không ạ? Nước hydrogen chống oxy hóa rất là tốt. Và cuối cùng đây chính là gì ạ? À, lõi diệt khuẩn lượng tử Gravify được nhập khẩu trực tiếp từ Canada đó, được tích hợp sẵn trong máy này, giúp cho gì ạ? Chúng ta có máy hoàn toàn yên tâm tuyệt đối cho các trong vấn đề là gì ạ? Là diệt khuẩn đó. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu sang dòng máy thứ hai, đây chính là gì ạ? Dòng máy Lux NO ạ. Thì bên ngoài quả quan thì hai sản phẩm này khá giống nhau, đúng không ạ? Trông rất là giống nhau đó. Nhà sản phẩm này thì cũng có tem gì ạ? Tem diệt khuẩn lượng tử ra đây để chúng ta thấy công nghệ của sản phẩm này. Và khác biệt của sản phẩm máy NO là gì ạ? Chúng ta sẽ có dây điện, đúng không ạ? Có dây điện cắm bởi vì sản phẩm NO thì sẽ tụ điện. Và chúng ta hãy cùng nhau mở cái bên trong để chúng ta cùng xem về sản phẩm này. Và đây chính là hình ảnh bên trong của máy Lux NO. Chúng ta thấy rằng gì ạ? Trước bộ phận tiền xử lý tiền lọc thô, chúng ta cũng sử dụng gì ạ? Công nghệ EcoMat giúp cho máy gì ạ? Có một cái diện tích gọn nhẹ hơn rất là nhiều so với những cái máy NO bình thường thị trường, đúng không ạ? Đó. Thế này bơm ở đây cũng là gì ạ? Sản phẩm bơm ghi được Made in Korea, Hàn Quốc. Đấy, giúp cho gì ạ? Máy hoạt động bền bỉ. Tốt hơn, êm ái hơn rất nhiều so với các sản phẩm khác trên thị trường. Ở dưới này là gì ạ? Ở dưới này đây là chúng ta có gì ạ? Chúng ta có adapter cũng là gì ạ? Made in Korea, đúng không ạ? Adapter của Hàn Quốc giúp cho chúng ta có công suất điện ổn định. Cho dù gì ạ? Điện có Việt Nam có gì không ổn định thì sản phẩm adapter này sẽ giúp cho công suất điện nó ổn định hơn rất là nhiều. Và đây là gì ạ? Đây là màng lọc NO được đúc nguyên khối, giúp cho cái sản phẩm này chúng ta hoàn toàn yên tâm về công nghệ lọc chính của nó là công nghệ NO, không lo gì hàng giả hàng nhái đó. Và đi kèm theo sản phẩm này thì chúng ta cũng sẽ có gì có lõi lọc diệt khuẩn lượng tử giống như sản phẩm gì giống như sản phẩm NO, thì chúng ta cũng được kèm lõi lọc diệt khuẩn lượng tử ở trong sản phẩm này, giúp cho sản phẩm này thì có được cái khả năng diệt khuẩn an toàn tuyệt đối giống như sản phẩm NO kia, đúng không ạ? Đấy, thì đây là gì ạ? Cấu tạo cơ bản nhất của cái sản phẩm này. Và khi các chị đặt hàng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được tặng kèm trên một lõi tạo kiềm tạo khoáng hydrogen trong một, giúp cho sản phẩm này thì trở thành sản phẩm nước tốt. Ngoài việc là nước tinh khiết thì chúng ta cũng được có nước tốt cho sản phẩm này, để hôm nay chúng ta có một sản phẩm gọi là hoàn hảo luôn, đúng không ạ? Chúng ta có một sản phẩm máy lọc nước NO hoàn hảo, nhỏ gọn, sang trọng, vừa đẹp lại gì ạ? Vừa tốt vừa bền. Đấy, lại vừa gì ạ? Tạo nước tốt. Thì chúng ta thì anh Tuấn chỉ hỏi là gì ạ? Chúng ta có thể lắp thêm cái lõi này ở trong máy này không? Thì hoàn toàn có thể lắp ạ. Đây rất là gọn, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần lắp thêm lõi này vào thôi là chúng ta có thể gì ạ? Chọn bộ sản phẩm này được lắp rất là gọn gàng ở trong cái vỏ hộp này. Đấy, rất là sang trọng. Ngoài màu đen thì chúng ta còn có thêm gì ạ? Màu trắng để chúng ta có thể lựa chọn hai màu rất là đẹp. Đó là gì ạ? Màu trắng và màu đen, rất là sang trọng. Chị có thể thấy ở đây. Đây là màu trắng.
Và cảm ơn anh chị, chúng ta đã vừa tìm hiểu về hình ảnh thực tế của hai sản phẩm rất hot của chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì sau đây em xin phép được giao lưu với anh chị một chút để xem là anh chị cảm nhận như thế nào về hai cái sản phẩm của chúng ta và cái chương trình khuyến mãi của chúng ta ngày hôm nay nào. Vâng. Trước tiên có anh chị nào có muốn chia sẻ cảm nhận của mình về hai sản phẩm này không ạ? Dạ vâng, em mời chị Bùi Thu Hà đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ một chút về cảm nhận của về sản phẩm đúng không ạ? Dạ vâng. Em nghe được không? Chị nói nghe nào. Chào em. Cho chị hỏi một chút. Ví dụ như là chị muốn mua cái máy về để dùng ở ở khu chung cư. Thế nhưng mà chị đấy phải di chuyển chứ không phải chị ở một chỗ. Thì vậy thì cái lúc lắp di chuyển này mình tự lắp được không? Rất là đơn giản chị ạ, mình sẽ tự lắp được. Đặc biệt ở khu chung cư ấy thì thông thường là nước của mình khá là sạch. Nên là thường mình sẽ dùng máy nano. Máy nano thì lắp rất là dễ đấy ạ. Thì như vừa rồi em có show hình ảnh sản phẩm ấy, thì máy nano này nó không cần điện, đúng không ạ? Không cần điện nên là mình chỉ cần cắm nước đầu vào và nước đầu ra đó, và mình bắt từ lấy nước từ vòi ra, đó là được. Nên là nó chỉ có ba thao tác thôi, là gì ạ? Lấy nước từ vòi ra, cắm vào máy và gì ạ? Cắm ra vòi đấy. Còn có một thao tác nữa là mình sẽ bắt vòi ở đâu đó, thì thao tác thứ tư là gì ạ? Mình sẽ lắp vòi ở đâu nữa thôi là xong ạ. Và nó rất đơn giản. Thế còn nếu như là mình dùng về cái nhựa nông thôn đó là mình phải dùng điện, dùng nước giếng là phải dùng bằng điện đúng không em? Dạ vâng đúng rồi, nước giếng thì mình nên dùng đồ ô chị ạ. Đồ ô này thì mình sẽ có thêm chỗ là gì ạ? Có hai đường là một đường nước thải và chỗ cắm điện nữa. Đó. Nước thải là gì? Nước thải là gì? Là cái máy ô bao giờ nó cũng có hai đường chị ạ. Một đường là nước tinh khiết, là nước mình uống. Và một đường nó sẽ đẩy ra những cặn bẩn, những cái bẩn nó sẽ thải ra ngoài. Thì nó là sẽ là đường nước thải. Thì đồ ô bao giờ, cái công nghệ đồ ô nó sẽ như vậy chị ạ. Thế thì trong hai cái mà kể cả dùng chung cư thì cái nào tốt hơn? Nếu mà dùng chung cư mà nguồn nước chung cư thường nước sạch là nước máy sạch rồi thì mình nên dùng nano tốt hơn chị ạ. Mình nên dùng nano và cái công suất lọc nó lớn hơn, mình không phải quan tâm đường nước thải và đường điện, lắp đặt gọn nhẹ hơn, không có tốn không tốn nhiều diện tích bằng cái máy đồ ô. Vì máy đồ ô ngoài hai cái máy thì bên ngoài giống nhau, thế nhưng mà máy đồ ô nó sẽ thêm một cái chỗ để bình áp nữa, đúng không ạ? Đấy, còn máy này thì không cần để bình áp, uống thẳng luôn. Đấy nên là nó gọn rất là nhiều chị nhé. Mà cái nước thì nó trong đó có những cái gì, độ pH này, những cái gì? Dạ, nước thì nó cái nước ở trong đây. Vâng, nó sẽ có gì ạ? Cái lõi tạo cái tiềm tạo khoáng V3 trong một này thì nó sẽ giúp cho mình gì ạ? Đây ạ. Cái này nó sẽ tăng, thứ nhất là gì ạ? Bù khoáng cho nước ạ. Cái nước mà bị mất khoáng thì sản phẩm này nó sẽ bù khoáng cho nước, với đặc biệt là máy RO nó bị mất khoáng bù khoáng nước. Thứ hai là nó tăng pH trong nước. Nước có độ pH cao ấy thì là sẽ tức là nước kiềm tính ạ. Thì nó sẽ tốt cho sức khỏe. Đấy, và thứ ba là gì ạ? Nó bổ sung cái gì ạ? Cái hydrogen trong nước. Hydrogen là một chất những chất chống oxy hóa mạnh, đúng không ạ? Thì nó giúp là gì ạ? Ngăn cản những gốc tự do phát triển. Đấy, giúp cho cơ thể chống lão hóa rất là tốt ạ. Đấy. Thì đây là ba đặc tính rất là tốt của sản phẩm này. Cái này là được tặng hay là cái này là ở trong này, trong chương trình ngày hôm nay thì khi mua máy RO thì mình sẽ được tặng. Còn khi mua máy nano thì nó đã tích hợp sẵn ở trong máy ạ. Sản phẩm nano đã có sẵn rồi. Và sản phẩm RO thì chưa có, thì hôm nay mình mua máy RO mình sẽ được tặng sản phẩm này chị nhé, tặng kèm ạ. Có giá trị là 800 ngàn ạ. Cái này có giá trị là 800 ngàn ạ. Dạ vâng. Thế còn mua cái máy kia lại không được tặng à? Máy kia thì có sẵn rồi chị ạ. Máy nano thế là dùng bao nhiêu lâu, dùng bao nhiêu lâu thì nó cái này không dùng được 5.400 lít thì xuất thì khoảng 2 năm là mình thay ạ. Thế là hôm nay lại không được tặng thêm để 5 năm mấy năm sau mình thay ạ. Dạ vâng. Cái đấy là không được tặng đúng không? Vâng, máy nano là mình được tặng để mình có dùng rồi ạ. Còn nano thì không ạ. Nghe được, em nghe được. Vâng, em cảm ơn chị. Mạng hơi kém. Dạ vâng. Xin mời anh chị nào có câu hỏi chúng ta có thể giơ tay để hỏi để chúng ta có thể giao lưu được thoải mái hơn ạ. Để em sẽ đọc câu hỏi đây ạ. Anh 736. Vâng vâng.
Vâng ạ, em chào anh. Cho anh hỏi cái bộ lốt RO á thì được cầm tầng theo cái loại H2 đó, thì cái loại H2 đó mình gắn chỗ nào vậy? À, cái loại hydrogen này đúng không ạ? Đúng rồi. Cái loại này thì mình sẽ gắn vào sau sau cái loại tìm kiếm này nhá. Anh có nhìn thấy cái loại tìm kiếm này không ạ? Mình sau cái loại này mình sẽ đóng quay từ cái sang đây như này. Sau đó từ đây thì mình tiếp tục thì mình sẽ gắn gì ạ? À, có lần lưng thử gói sau cùng. Đấy, như này. Anh ấy nhìn thấy không ạ? Vâng. Thì như vậy, cái này là mình sẽ gắn sau cái lõi carbon. Nó sẽ quy trình nó sẽ như này, nước sẽ đi vào này, đi qua EcoMark là bộ lọc thô này, sau đó là đi qua gì ạ? Đi qua qua bơm rồi đến qua RO, sau đó nó sẽ chảy vào bình áp. Để bình áp sẽ chỉ chứa nước tinh khiết thôi. Đấy, sau khi vào bình áp thì nó sẽ gì ạ? Sẽ đẩy lên. Nó sẽ qua gì ạ? Qua lõi TO3, sau đó là qua cái lõi carbon màu tím đấy ạ. Qua lõi carbon màu tím sau đó sẽ qua cái lõi này để lấy khoáng, lấy kiềm hydrogen. Sau khi lấy kiềm hydrogen thì nó sẽ cuối cùng nó sẽ đi qua lõi lượng tử để diệt nốt những cái khuẩn còn sót lại. Đó thì sau đó sinh ra vòi, đấy là cái quy trình của nước. Thì cho anh hỏi tiếp là cái lõi cái máy RO này, lớp RO này á thì có cái lõi 3 EcoMark 3:1 đó. Nhưng hồi nãy em nói là với 34.000 lít thì làm sao mà nó xài được 7 năm được em? Trung bình mình dùng khoảng bao lít một ngày anh? 10 lít. Dạ vâng. 10 lít một ngày đúng không ạ? Đúng rồi. Mình nhân ra là gì ạ? Tính ra được khoảng 3 năm à. Vâng. 34.000 lít đúng không ạ? Khoảng từ 4-5 năm, còn cái đúng rồi, cái UF nó sẽ là khoảng tầm 6-7 năm, UF nó sẽ là khoảng 40.000 lít anh ạ. Thì UF nó sẽ hơn, còn cái EcoMark này sẽ thay trước hơn một tí. Tuy nhiên thì khi mà mua một sản phẩm ấy, máy hai dòng máy này thì công ty đều tặng kèm cho các anh chị cái cốc lọc thô này ở trước máy ạ. Tại vì sao? Tại vì nguồn nước ở Việt Nam nó không được đạt chuẩn như nguồn nước Hàn Quốc, nên là khi mà sản phẩm này thì chúng ta sẽ tặng kèm cốc lọc thô này để chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta có thể là gì ạ? Thứ nhất là cái cốc lọc thô này chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy nó bẩn để chúng ta thay thế hơn. Đấy, đúng không ạ? Thứ hai là nó gì ạ? Sẽ tăng cái thời gian sử dụng của sản phẩm máy của chúng ta, cái lõi chúng ta hơn. Thứ ba là gì ạ? Chi phí thay thế của cái lõi lọc ở trong cốc lọc thô này cũng rẻ hơn rất nhiều, đúng không ạ? Chi phí thay thế cái lõi này chỉ khoảng mấy chục ngàn thôi. Đấy, chúng ta thay thế những cái lõi này trên trong này nó rẻ hơn, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái sản phẩm nó sẽ tặng kèm, ngoài những cái sản phẩm mà tặng kèm ở trên thì chúng ta sẽ tặng kèm một cốc lọc thô này nữa anh chị nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Anh Phạm Khánh Linh có hỏi đúng không ạ? Vâng, cho em hỏi ở nguồn nước ở nơi em là nguồn nước máy, nhưng nó bẩn đấy, nó vẫn có đục, nên giờ mình dùng cái máy nano có được không ạ? Hay là bắt buộc phải dùng máy RO? Và nguồn nước máy như em nói là gì, một số nguồn nước máy ở quê, ở nông thôn thì thường nó sẽ bị nó cái nguồn lấy nước của nhà máy, họ lấy nước ở một số nguồn nó không được sạch. Thế nên là để tốt nhất thì mình vẫn nên dùng máy RO là yên tâm hơn. Đấy, còn nếu mà để an toàn thì mình muốn dùng máy nano thì mình bắt buộc phải đi kiểm tra nước. Thì nếu nó đục thì vẫn dùng được, nhưng nếu nó bị nhiễm cái loại nặng thì mình nên dùng máy RO ạ. Nếu những loại nặng. Đấy, những loại nặng thì cái nano nó xử lý không tốt bằng RO. Đấy, đặc biệt là những loại nặng, nên là với lượng nước như loại nặng thì mình nên sử dụng máy RO để loại bỏ hoàn toàn anh nhé. Vâng. Vâng, em hỏi câu thứ hai là giờ ở vùng quê em ấy, giờ máy mình dùng nguồn nước giếng, nếu dùng nguồn nước khoán ấy, mà cái nguồn nước mình có cần phải có nghĩa là cái lực nước ấy, có cần phải lực nước để mà sử dụng máy không, hay là chỉ cần đưa bơm lên trên bể trên tích nước rồi xuống thôi, hay là có cần phải cái lực nước nó bao nhiêu không? Cái áp suất của nó thì áp suất nó khoảng tầm 2 PSI/2 PSI. Đến khoảng bao nhiêu vậy? Anh tính ra cho em chưa nói biết ai thì mình không hiểu. Mình trả lời câu hỏi này thì nhé. Hiện nay có hai máy trên này là máy RO và Nano.
Thì với cái máy nano thì chỉ cần cái cột nước ấy, cái cột nước chiều cao cột nước khoảng tầm 3 mét nước là bạn có thể lắp được cái máy nano. Thế còn tất nhiên là thấp hơn thì nó sẽ không được tối ưu, và 3 mét nó trở lên thì nó sẽ bền màng hơn, cái màng lọc nó không bị tắc. Thế còn máy ERO ấy, thì không cần phải có áp nước, bởi vì cái bơm nó sẽ có khả năng hút nước, cho nên chỉ cần bể, thậm chí bể ngang có thể chạy được rồi. Đấy, chứ không lo. Như vậy trong trường hợp mà áp nước bạn yếu ấy, thì bạn có thể lắp cái máy ERO. Còn nếu trường hợp áp nước đủ từ 3 mét nước trở lên thì mình dùng nano là ok. Vâng, cảm ơn Giang Ninh. Em giờ thế này mình nên tư vấn cho khách thì nên dùng máy RO nó sẽ hữu hiệu hơn này. Tùy theo điều kiện sử dụng bạn nhé. Trong trường hợp mà nước nguồn nước đầu vào bẩn, ô nhiễm cao, nguy hiểm nguồn nước giếng khoan này, nguồn nước nhiễm lợ này, nguồn nước máy nhưng mà ở vùng nông thôn mà nhiều nơi ô nhiễm cao thì mình sử dụng công nghệ ERO. Thế còn với nguồn nước máy thành phố thì mình nên sử dụng công nghệ nano, bởi vì nó nguyên khoáng. Như vậy tùy theo điều kiện sử dụng để mình tư vấn, chứ không phải là mình tư vấn không có máy nào tốt hơn máy nào cả, mà là tùy theo nguồn nước. Rồi nhé. Xin cảm ơn hai. Ok, ở đây có một số câu hỏi nữa thì anh sẽ hỗ trợ Dương để trả lời cho các anh chị ở đây, bởi vì khá nhiều câu hỏi. Đây là có câu hỏi là anh Lê Thảo Vinh này, anh nói rõ hơn việc lắp cho bồn nước rửa được không? Bồn nước rửa thì không phải là cái máy này, hai máy này là dùng cho ăn uống. Thế còn trường hợp mà lắp cái chậu rửa ấy, là cái bộ EcoMark. EcoMark là cái bộ đầu tiên, cái bộ tiền xử lý đầu tiên trong cái máy vừa rồi ấy. Thì hai máy vừa rồi đều giống nhau, là đều có một cái lõi đầu tiên là lõi tiền xử lý 3-in-1 EcoMark. Cái lõi đó là lõi lọc mà rất đặc biệt, là cái khả năng lọc độc tố nó gấp 10 lần so với 3 cốc lọc thô của một máy ERO thông thường. Chính vì thế cho nên người ta ứng dụng riêng cái lõi đó, người ta ứng dụng để lắp cho cái chậu rửa, bồn rửa, để đánh răng, rửa mặt, rửa rau, rửa bát, tắm rửa các anh chị nhé. Cho nên chúng ta trong hiện nay trong chuỗi cửa hàng Thế Giới Nước chúng ta bán riêng cái lõi đó với giá 1.900.000 dành riêng cho chậu rửa, bồn rửa, phòng tắm, chen vòi các anh chị nhé. Thế còn khi mà cái lõi đó được tích hợp trong cái máy này ấy, thì nó sẽ tạo ra cái cơ chế là lọc độc tố gấp 10 lần so với 3 cốc lọc thô, đúng không? Cho nên là giờ khi chúng ta có cái máy này so sánh với cái máy khác ở trên thị trường ấy, thì nó nổi trội hơn hẳn ở chỗ là có cái bộ lọc thô gọi là gì ạ, gọi là tiền xử lý tối ưu, cho nên là cái màng nó sẽ bền hơn, cái máy sẽ bền hơn. Nhiều anh chị bảo là vậy thì trong các máy lọc nước bình thường như là Kangaroo, Carafee ấy, thấy có 3 lõi lọc 1, 2, 3 ở bên dưới. Thế thì cái máy này, cái lõi này ở đâu? Thì chính là cái bộ EcoMark đó, nó thay cho cái 3 lõi lọc thô vừa rồi các anh chị nhé. Cho nên tại sao cái máy nó bền hơn ở chỗ đó, và nhờ cái bộ EcoMark này mà cái màng lọc sợi rỗng ở đằng sau nó được kéo dài tuổi thọ. Cái tuổi thọ của màng lọc sợi rỗng đến 40.000 lít nước. 40.000 lít nước là gì ạ? Đến gì ạ? Thậm chí đến 8 năm sử dụng. Đúng không? Đến 8 năm sử dụng mới phải thay đối với cái màng sợi rỗng như vậy. Thế thì mình cũng nói thêm một chút về EcoMark nhân câu hỏi của bạn Vinh, Thảo Vinh đúng không ạ? Bạn đây có Nguyễn Thị Bích Ngọc này. Khi mua máy nhà cung cấp có hỗ trợ lắp đặt không? Hiện nay thì chúng tôi có hệ thống đại lý điểm lắp đặt trên toàn quốc, hơn 100 đại lý điểm lắp đặt rồi anh chị nhé. Cho nên là gì, hầu hết các nơi đã có điểm lắp đặt thì anh chị đặt hàng ấy thì chúng tôi vận chuyển miễn phí, lắp đặt miễn phí cho anh chị, bởi hệ thống điểm lắp đặt trên toàn quốc sẽ đến tận nơi. Tức là hàng sẽ được chuyển trực tiếp từ kho của Thế Giới Nước ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến tận nhà anh chị. Sau khi anh chị nhận hàng thì điểm lắp đặt gần nhất sẽ đến nhà anh chị để lắp đặt cho anh chị và lo về bảo hành bảo trì lâu dài cho mình. Thì đấy chính là cách mà chúng tôi đang làm. Còn khu vực nào mà chưa có điểm lắp đặt, chúng tôi đang tiếp tục tuyển. Còn nếu trong quá trình tuyển này ấy, mà chưa có được ngay ấy, thì chúng tôi có, anh chị có thể thuê thợ lắp đặt điện nước ở địa phương lắp đặt cái máy đó theo cái video hướng dẫn của chúng tôi. Sau khi mà lắp xong rồi ấy, thì quay chụp ảnh lại gửi cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ trả cái tiền phí lắp đặt cho thợ lắp đặt anh chị nhé, cho anh chị nhé. Như vậy trong trường hợp mà khu vực nào mà chưa có điểm lắp đặt thì chúng ta sẽ làm cái điều đó, đúng không? Ở đây có một khách hàng nữa, đó là bạn Nguyễn Văn Khuê ở Hà Nội ạ. Cho mình hỏi diệt khuẩn lượng tử tuổi thọ bao lâu? Diệt khuẩn lượng tử thì bạn Dương đã nói trên rồi, là tuổi thọ nó là gì ạ? 19.000 lít nước. 19.000 lít nước tức là tương đương với khoảng tầm 5 năm sử dụng các anh chị nhé. Anh chị hình dung là hiện nay thì diệt khuẩn trên thị trường hiện nay có cái đèn UV, và đèn UV thì tuổi thọ trung bình của cái đèn UV, nó là bóng đèn mà, thì nó chỉ khoảng 6 tháng là hết tác dụng rồi, nó có thể cháy. Giống như bóng đèn sợi đốt dễ cháy. Trong khi đó là cái diệt khuẩn lượng tử này kéo dài 5 năm sử dụng. Tức là gì ạ? Tức là tuổi thọ gấp 10 lần so với cái đèn UV. Đúng không? Và có giá là gì ạ? Giá riêng cái lõi đó là giá 1.200.000 các anh chị nhé. Riêng giá diệt khuẩn lượng tử là 1.200.000. Mà hiện nay cũng phải nói với anh chị như này, nhiều anh chị ở đây có máy lọc nước rồi, thì trên 90% các máy lọc nước hiện nay trên thị trường là chưa có cái đó. Chưa có cái gì để diệt khuẩn sau màng.
Và tại sao diệt khuẩn sau màng? Bởi vì sao? Vi khuẩn nó có thể trú ngụ ở trong cái máy lọc nước. Mình mua cái máy lọc nước về để nó diệt khuẩn. Nhưng chính cái máy đó lại là trú ngụ của vi khuẩn. Nếu như cái máy đó không có cái diệt khuẩn sau màng, các chị nhé. Thì đấy là lý do chúng ta phải lắp. À, ok, rồi có một số câu hỏi nữa. Đây là bạn Nguyễn Thị Sĩ, thành phố Bắc Ninh có điểm lắp không? Thành phố Bắc Ninh có điểm lắp đặt rồi bạn nhé. Ở Cam Ranh mua xong có điểm lắp đặt không? Hiện nay ở Nha Trang thì có rồi. Nha Trang ở một vài nơi có rồi. Cam Ranh thì chúng tôi chưa kiểm tra được chính xác. Thì trước hết bạn cứ đăng ký nhé. Nếu bạn mong muốn mua hay là mấy bạn đăng ký hoặc là đăng ký với các bạn đại lý ấy. Bạn đại lý mà nếu mình là người dùng mình quan tâm thì các bạn đại lý mình đăng ký với bạn đại lý để bạn kiểm tra giúp xem là đã có điểm đặt ở Nha Trang chưa, ở Cam Ranh chưa nhé. Ok, rồi có một câu hỏi nữa của bạn Đặng Thị Ngọc Quý cho hỏi nước lọc nước xong có uống trực tiếp được không, không qua nấu không. Đấy, xin trả lời bà già 68 tuổi này nhé. Và chào bác nhé. Hiện nay thì với cái công nghệ lọc nước này ấy, thì hai cái máy này đều uống được trực tiếp từ vòi bác nhé. Và thậm chí an toàn, thậm chí nó còn an toàn hơn so với nước đun sôi để nguội. Rất nhiều khách hàng là mua máy lọc nước về, sau đó thì có một thói quen là phải đun sôi lên thì mới yên tâm. Nhưng mà nếu như các máy lọc nước trôi nổi trên thị trường ấy thì có thể là như vậy, bởi vì tránh tình trạng màng lọc nó không đảm bảo. Thế nhưng với các máy lọc nước này thì thứ nhất là màng lọc là cái loại được vi khuẩn rồi. Cái thứ hai nữa là thêm cái diệt khuẩn lượng tử sản xuất tại Canada nữa thì được gấp đôi sự an toàn. Và tại sao lại không cần phải đun nước sôi lên? Bởi vì khi chúng ta uống trực tiếp nước giàu kiềm và hydrogen ấy, của hai cái máy này ấy, thì nó sẽ giúp cho gì ạ? Giữ nguyên tính chất tốt của hydrogen. Nếu ta đun sôi lên nó sẽ giảm bớt tính chất tốt, đun sôi lên nó giảm bớt tính kiềm. Các anh chị nhé. Cho nên cái việc tốt nhất là chúng ta nên uống trực tiếp từ vòi là tốt nhất. Thế còn trường hợp chúng ta buộc phải nấu nướng lên để gì ạ? Nấu cơm, nấu canh ấy, thì đương nhiên nó vẫn tốt hơn nhiều so với nước tinh khiết bình thường. Các chị nhé, vẫn tốt hơn nhiều so với nước tinh khiết bình thường. Cho nên là gì ạ? Cho nên là lời khuyên đây là không nên đun sôi để nguội nữa, mà uống trực tiếp từ vòi là tốt nhất. Đã. Vâng ạ, còn anh chị nào có câu hỏi thì tiếp tục đặt câu hỏi đây ạ. À, ừ, em cho em hỏi máy bạn Trân Lý, thành phố Hồ Chí Minh này. Cho hỏi máy ProMax và máy NanoLux có khác nhau như thế nào? À, trong này thì máy ProMax thì chúng ta hãy so sánh với cái máy lắc RO ấy. Trong này chúng ta có hai cái nhé, là lắc Nano và lắc RO. À, thì máy ProMax trên chuỗi cửa hàng thế giới ống nước cũng là máy RO. Như vậy nếu so sánh RO với RO ấy, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thế thì cái máy lắc RO trong hôm nay, chương trình hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau ấy, là máy nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc về. Trong khi đó cái máy lắc máy ProMax ấy, thì là gì ạ? Là các lõi lọc Hàn Quốc còn lắp ráp tại Việt Nam. Đúng không? Hôm nay chương trình hôm nay chúng ta nói về chỉ về các sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về. Và cái khác nữa của cái máy lắc RO ấy, là cái bộ lọc tiền xử lý của máy lắc RO là bộ gì ạ? Là bộ EcoMax. Mà EcoMax 3-in-1 chính là bộ mà có hiệu suất lọc độc tố gấp 10 lần so với bộ lọc thô thông thường. Các chị nhé, thì đấy là hai ưu điểm lớn nhất của cái máy gì ạ? Của cái máy lắc RO. Cho nên tại sao giá tiền nó là gì ạ? 11.200.000 là như thế. Bởi vì sao? Bởi vì nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, bởi vì có diệt khuẩn lượng tử, bởi vì gì ạ? Bởi vì là có cái bộ lọc thô EcoMax tiền xử lý hiệu suất cao, các anh chị nhé. Thì đương nhiên là nó sẽ giá thành nó sẽ cao hơn. Trong khi đó là chúng ta có cái model tiết kiệm hơn là model ProMax. Trong chương trình hôm nay không nói, nhưng anh chị nào quan tâm có thể nói là giá cái đó là 6.900.000 thì lắp ráp tại Việt Nam từ các lõi lọc nhập từ Hàn Quốc về, dập nổi Made in Korea, các anh chị nhé. Như vậy sơ lược để các anh chị ở đây hình dung ạ. À, chị là đại lý đã mua máy Watech rồi, ProMax rồi, nhận hàng xong không biết lắp ráp. À, nhận hàng xong chị chỉ cần báo cho ấy đấy, cho thế giới nước thôi ạ. Báo trên nhóm ấy, thế giới nước để chúng tôi cử cái đại lý gần nhất, cái điểm lắp đặt gần nhất đến hỗ trợ mình nhé. Cử điểm lắp đặt gần nhất để hỗ trợ mình nhé. Cho nhận máy rồi chỉ cần báo như vậy là xong. À, nước giếng, bạn là Khánh Trình có câu hỏi là nước giếng mà lắp thêm lọc thô rồi thì lắp máy Aero được không, trường hợp không có điện. À, tức là bạn Khánh Trình ở đây muốn lắp máy lọc nước nano với vùng nước giếng khoan và bạn đã lắp thêm lọc thô rồi. Thì bây giờ như này, chúng ta phải xem lọc thô đấy là lọc gì. Nếu trường hợp nước giếng khoan của nhà bạn mà không nhiễm sắt, không nhiễm phèn, không nhiễm sắt thì bạn chỉ cần lắp các bộ lọc thô thông thường vẫn có thể lắp được máy nano bạn nhé. Thế còn trường hợp mà nhiễm sắt thì bắt buộc là bạn phải xử lý sắt trước khi mà bạn lắp máy nano. Đấy, thì cách như thế nào để cảm quan biết được nhiễm sắt hay không?
đó là bạn hãy quan sát cái gì ạ, cái bồn chứa nhà bạn ấy, khi mà nước nó trào ra nhiều lần ấy, xem nó có bị vàng hay không, đúng không? Màu sắt là màu vàng rồi mùi tanh bạn nhé. Thì nếu như không nhiễm sắt thì rõ ràng là gì ạ, chúng ta lắp được trực tiếp luôn cái máy nano vào đấy, là như vậy, đúng không ạ? Hai máy lắc này tại sao giá khác nhau? Giá khác nhau bởi vì một cái công nghệ RO và một cái công nghệ nano bạn nhé. Một cái công nghệ RO và công nghệ nano. Công nghệ RO ấy, thì người ta phải có một số bộ phận phức tạp hơn một chút, đó là phải có bơm, phải có biến áp, áp thấp, áp cao, van từ. Cho nên giá tiền có khác nhau một chút bạn nhé. Ok rồi, trường hợp khá nhiều các câu hỏi của các anh chị ở đây rồi. Thế thì trước khi mà chúng ta chờ các câu hỏi tiếp theo ấy, thì tôi xin phép được phỏng vấn một ở đây có chị bạn có đại lý tên là Nhung Trần, đúng không ạ? Có giơ tay đúng không ạ? Chị có câu hỏi nào đúng không ạ? Chị vui lòng mở mic nhé. Vâng, xin chào chị. Dạ vâng, em xin chào anh và chào tất cả mọi người ạ. Thì em cũng xin lỗi mọi người là hôm nay em đi làm, em vừa đi làm về đến nhà. Thì em cũng nghe thì cũng không được đầy đủ, cũng không được tập trung ạ. Bởi vì là cũng do công việc của nhà trường cũng nhiều. Thế cho nên là em cũng chưa được nắm bắt, chưa được hiểu lắm. Thì em cũng có mấy câu hỏi thì em muốn hỏi ạ. Thì câu hỏi thứ nhất là em thì ở Điện Biên ạ. Thì không biết là có kỹ thuật hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên hay là tỉnh Hòa Bình hay Sơn La ở trên khu vực trên chỗ em không ạ? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai là cái máy lọc nước mà 6.900.000 đấy. Thì là nó chỉ có một đường nước thôi, tức là nó không có nước thải ra một đường nữa đúng không ạ? Vâng. Và cái máy lọc nước đấy thì nó có thể là hoạt động liên tục nước được trong bao lâu? Và cái câu hỏi thứ ba của em ấy là khi mình mua cái máy lọc nước nóng lạnh 14 triệu mấy trăm nhỉ? 500 ạ? Với lại cái máy lọc nước 6.900.000 ấy thì mình được khuyến mại gì ạ? Vâng, em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn chị nhé, có mấy câu hỏi chị. Thứ nhất là Điện Biên ấy, thì hiện nay chúng tôi có điểm lắp đặt rồi. Đấy, và vừa ngay trong tuần vừa rồi là anh ấy lắp cái máy lắc máy ProMax ấy, lắp máy ProMax rồi. Và ở Điện Biên này có điểm lắp đặt rồi chị nhé. Chỉ cần có đơn hàng là chị báo là anh ấy sẽ đến, hoặc là chị mua chị dùng ấy, thì anh sẽ đến anh lắp cho chị. Có điểm lắp đặt là bảo hành rồi. Cái thứ hai nữa là cái máy lắc máy nano thì là không có nước thải, còn máy RO thì bao giờ phải có nước thải. Bởi vì nguyên lý của lọc aero là nguyên lý tách dòng, nó sẽ tách dòng một bên là gì ạ? Bên là nước tinh khiết và bên là nước thải, nó sẽ tách dòng. Còn nguyên lý nano ấy là sử dụng các cái màng lọc sợi rỗng và nó sẽ chặn lại các cái tạp chất ở các tầng lọc khác nhau. Cho nên là nano thì không có nước thải. Thì trong hai máy này thì chúng ta có cái lắc nano ấy thì không nước thải, còn lắc RO thì có nước thải. Và nước thải này chảy đi đâu? Nước thải thông thường mình sẽ cắm vào cái đường thải của cái bồn rửa nhà mình ấy. Thì thợ lắp đặt người ta sẽ cắm cái đường thải vào đó. Thế nhiều người bảo là vậy thì cái nước thải tốn lắm có phải không, tốn điện lắm có phải không? Thì xin thưa với chị như này, là thực tế thì một cái máy lọc nước dùng ở gia đình với cái công suất khoảng 10 lít trên ngày sử dụng thì một tháng hết khoảng một số điện tương đương khoảng bao tiền ạ? Chắc là vài nghìn đồng đúng không? Một số điện vài nghìn đồng thôi. Và cái lượng nước thải đi thông thường là khoảng 70%, 60-70% tùy theo cái loại máy, tùy theo nguồn nước. Thế thì cho dù có 70%, có gấp đôi nước tinh khiết đi chăng nữa ấy, thì ví dụ như một ngày chị dùng 10 lít nước đúng không? Một tháng chị dùng 10 lít nước tinh khiết cho cả nấu nướng ăn uống ấy, thì một tháng chị dùng khoảng tầm 600 lít nước, 300 lít nước. Thì nếu như nước thải có thải đi gấp đôi chăng nữa thì chỉ đến khoảng 600 lít nước thôi, 600 lít nước khoảng nửa khối đúng không? Nửa khối nước thì chưa đến 10.000 đồng. Cho nên là gì ạ? Câu chuyện tốn nước hay là câu chuyện tốn điện ấy là câu chuyện của những người bán máy nano. Người ta nói xấu RO. Và chúng ta là thế giới nước, chúng ta bán đủ các công nghệ khác nhau, RO cũng có và nano cũng có. Cho nên chúng ta nói cái sự công bằng ở đây để cho mọi người có được thông tin đầy đủ, đúng không? Rất nhiều khách hàng hiện nay ấy, là nghe những cái gì ạ, những người bán hàng nói và người ta đưa thông tin không chính xác. Thậm chí là gì ạ, nhiều khách hàng còn cầm cái bút TDS này, cái bút TDS là tổng chất rắn hòa tan trong nước ấy, mang đi đo nước các nhà xong nói rằng nước này nguy hiểm, nước này không uống được, nước này độc tố. Và người ta nói rằng cái bút đó là bút đo nước sạch. Điều đấy cũng hoàn toàn là sai. Bút đó chỉ đo tổng chất rắn hòa tan, bao gồm các loại muối, các loại khoáng trong nước thôi. Chỉ dùng để kiểm tra xem cái máy làm nước RO nó có tắc màng hay không thôi. Nhưng người ta mang cái đó ra, người ta đi gì ạ? Người ta đi bán hàng và người ta nói về gì ạ? Nói về độ sạch của nguồn nước.
Đấy, thì khi mà chị nắm rõ cái này rồi thì chị sẽ hiểu rõ chị nhé. Còn một câu hỏi nữa của chị đúng không ạ? Hình như có một câu hỏi nữa là về cái chị nhắc lại câu hỏi thứ ba. Vâng, chị mở mic nhắc giúp tôi câu hỏi thứ ba được không ạ? À, em hỏi câu hỏi thứ ba là có được khuyến mại không, và em cũng hỏi ở Hòa Bình cũng có Hòa Bình đã có kỹ thuật để lắp đặt chưa ạ? Vâng. À, cái giá là lọc nước mà 6,9 triệu ấy thì là có tách nước không hay là chỉ một ấy thế ạ? Vâng. Máy 6,9 triệu là máy ERO cho nên nó sẽ có nước thải. Dạ. Sẽ có nước thải, vâng. Thế còn cái ở Hòa Bình hiện nay thì chúng tôi phải kiểm tra lại, sau chương trình này các bạn sẽ kiểm tra lại xem ở Hòa Bình có điểm lắp đặt chưa. Nhưng bởi vì ngay hôm nay này đã diễn ra cái khóa đào tạo thứ 3 cho điểm lắp đặt, cho nên chúng ta sẽ bổ sung thêm khoảng mấy chục các anh chị tham gia vào điểm lắp đặt nữa. Cho nên gần như hầu như các tỉnh đều có. Vâng. Thế còn hiện nay chương trình khuyến mại thì đối với cái máy lắp ProMax và máy ProMax và cây đóng lạnh ấy, thì chúng tôi có cái chương trình là gì ạ? Miễn phí cái bộ lọc chặn bảo vệ máy với giá 400.000 đồng ấy, cái bộ đó là miễn phí cho khách hàng. Bộ đó thì đấy là chính là cái chương trình khuyến mại dành cho các anh chị mà mong muốn mua và sử dụng sản phẩm thì có cái đó. Thế còn cây đóng lạnh cũng như vậy, cây đóng lạnh và ProMax cũng như vậy. Thế còn riêng cái hai cái cây hôm nay chúng ta xem chương trình này, đó là cây lắp Nano và ERO thì khuyến mại rất là lớn đúng không ạ? Khuyến mại là vừa cái cốc lọc chặn bảo vệ máy đấy trị giá 400.000 đồng này, rồi là cái bộ lắp Nano ấy, thì được cộng thêm cái gì ạ? Cái sen vòi này, sen vòi Pure Rain có trị giá là 1,2 triệu này, đúng không ạ? Rồi cộng thêm hai gì ạ? Hai lõi lọc thô bảo vệ máy nữa, đúng không ạ? Hai lõi lọc thô bảo vệ máy nữa. Như vậy chúng ta có cái phần vàng khuyến mại rất là lớn, gần 2 triệu đồng, đúng không ạ? Còn đối với cái máy lắp ERO thì lại vừa được khuyến mại gì ạ? Cái lõi tạo kiềm Hyogen để nâng cấp máy lên thành máy kiềm Hyogen có trị giá là 800.000 đồng. Cộng thêm nữa là gì ạ? Cái lõi cái gì nữa ạ? Cộng thêm cái sen vòi Pure Rain giá 1,2 triệu nữa thì cộng hai cái đấy với nhau thành bao nhiêu tiền ạ? Thành 2 triệu đồng các chị nhé. Cho nên là chưa từng có một chương trình khuyến mại nào lớn như vậy dành cho hai cái máy này, chưa từng có chương trình lớn như vậy dành cho hai máy này. Cho nên là nếu như ở đây có một số anh chị là đại lý, một số anh chị là người dùng, chúng ta tận dụng được chương trình này, chúng ta mua đúng chương trình này thì sẽ tốt hơn. Còn sau khi, bởi vì thực tế thì chỉ có 50 phần quà khuyến mại thôi, mà trong vòng khoảng 2-3 ngày vừa rồi ấy, thì khá nhiều các anh chị đã đặt hàng rồi, có thể chỉ còn khoảng tầm 20 mấy bộ gì đấy. Thì nếu anh chị kịp đặt thì anh chị sẽ được thuận lợi hơn. Còn sau khi hết chương trình rồi chúng tôi sẽ trở về bán đúng giá thì sẽ không có chương trình nữa các anh chị nhé. Thì đấy là cái mà chương trình cũng là dịp. Thứ nhất là tại sao có chương trình thời điểm này? Là điểm này là thời điểm mà rất nhiều tỉnh thành trên toàn quốc ấy, chúng ta bắt đầu gì ạ? Ra khỏi cái thời kỳ là dịch bệnh, chúng ta bắt đầu phải phục hồi kinh tế, bắt đầu phải gì ạ? phải trở lại trạng thái bình thường. Cho nên chúng tôi mong muốn là gì ạ? Dành những cái phần quà như vậy để cho các anh chị em chúng ta có được cái lợi nhất trong cái chương trình này để hỗ trợ các anh chị nhé. À, sen vòi, câu hỏi của bạn Khánh Nguyễn là sen vòi có dùng điện không anh? Cái sen vòi Pure Rain là không cần dùng điện. Đó là sen vòi massage có gì ạ? Có 5 cái điểm nổi trội, là một cái kiệt tác 5 điểm nổi trội đó là gì ạ? Đó là sen vòi có vừa tác dụng massage, vừa có tác dụng lọc nước với 4 tầng lọc, đúng không? Vừa có tác dụng gì ạ? Tạo yêu ngâm để thư giãn, lại vừa có tác dụng để gì ạ? Tạo dòng nước xoắn vặn, đúng không? Xoắn vặn để mà giúp tăng áp lực nước lên đối với nguồn nước. Mà tất nhiên là sen vòi này thì phải lắp với trường hợp áp lực nước từ 3m trở lên, chứ tất nhiên dưới 3m thì chưa đạt tiêu chuẩn. Từ 3m trở lên thì nó sẽ thực hiện được cái hiệu quả của nó, đó là gì ạ? Đó là massage trên da. Đó là gì ạ? Đó là tạo yêu ngâm, đó là tiết kiệm nước các anh chị nhé, và lọc nước. Đấy là cái sen vòi. Và cái sen vòi này là chính là cái phần quà, chính là cái sản phẩm mà hiện nay trong 2 tuần vừa rồi là sản phẩm bán chạy nhất trên BCA trong các cái hệ thống bán hàng hiện nay. Thì bán khá là tốt bởi vì lý do như này. Bởi vì lý do nhiều gia đình hiện nay ấy, là chúng ta sử dụng cái trong phòng tắm, đa phần là dùng chúng ta mới có máy nước uống thôi, cho ăn uống thôi, nhưng việc tắm rửa sinh hoạt ấy, thì lại chưa có cái gì để mà chúng ta lọc. Thế nên cái sen vòi này nó hay là nó gắn ngay thay vào vị trí cái sen vòi thông thường. Đấy, và lắp dễ dàng, đồng thời có 4 tầng lọc để lọc nước. Đúng không ạ? Lại có gì ạ? Tạo yêu ngâm, đồng thời là gì ạ? Giúp cái tia nước xoắn vặn để massage trên da. Cho nên là mà giá tiền không quá cao, 1,2 triệu thôi thì rất là dễ, cho nên là việc cái sản phẩm. Cho nên chúng tôi cái chương trình khuyến mại này không phải khuyến mại cái sản phẩm mà gì ạ? Không tốt, mà chúng tôi sản phẩm thực sự, sản phẩm khuyến mại của tôi từ trước đến giờ luôn luôn đưa ra sản phẩm tốt. Phải là sản phẩm bán chạy, phải là sản phẩm tốt chúng tôi mới đưa vào khuyến mại. Chứ nếu không khuyến bán chạy không tốt chúng tôi không bao giờ đưa khuyến mại. Ngay cả cái lõi mà tạo kiềm Hyogen ấy
mà đưa vào khuyến mại hiện nay chính là lõi mà hiện nay là gì ạ? Thị trường thậm chí là gì ạ? Chúng tôi bán rất nhiều cho các hãng khác, họ mua cái loại đó về để họ lắp nâng cấp cái máy lọc nước gia đình thông thường thành máy tạo kiềm hydrogen. Các anh chị nhá. Hay là lõi diệt khuẩn lượng tử chẳng hạn cũng là cái mà hiện nay bán rất là chạy. Các anh chị nhá. Thì đấy chính là cái. Ở đây có một số anh chị có câu hỏi đúng không ạ? Một số anh chị ở đây có câu hỏi có giơ tay. Tôi xin phép được giao lưu đây với anh David David Go đúng không? David Ngô đúng không? Và xin mời anh mở mic chúng ta giao lưu với nhau nhé. Anh mở mic ở góc trái màn hình bên dưới đấy. Tôi vừa mở cho anh rồi đấy. Vâng. Chào anh nhá. Chào anh, xin chào anh. Dạ. Thì em thấy cái mảng máy lọc nước em cũng rất là hứng thú, nhưng mà em ăn thì hỏi ngoài cái những cái kỹ thuật chuyên môn thì em nghe nhiều em cũng hiểu rồi. Nhưng mà em hỏi thế là ví dụ như bên mình thì một phần là bên cái kênh bán hàng online. Ừ. Đó. Thì thông qua BCA và một số kênh của bên thế giới lọc nước thì mình có hợp tác mở thêm những cái điểm ấy, cái điểm đại diện ở các tỉnh ấy nhỉ. Em cũng thích là tiếp cận thêm nguồn khách hàng là họ muốn tư vấn trực tiếp. Hiện nay các anh chị nhé, hiện nay thì chúng tôi mở điểm lắp đặt trên toàn quốc và mục tiêu tới đây là có khoảng 500 điểm lắp đặt, tức là mỗi một huyện sẽ có một điểm lắp đặt để hỗ trợ các anh chị có phát sinh đơn hàng, kể cả các đại lý của Thế Giới Ốc Nước hay đại lý của BCA thì đều là đại lý mà Thế Giới Ốc Nước có trách nhiệm hỗ trợ các anh chị. Cho nên là anh chị trong vai trò anh chị là đại lý thì kể cả đại lý BCA đối tác hay là đại lý của Thế Giới Ốc Nước là như nhau. Anh chị nhé, đều có những cái quyền lợi, các cách thức tiếp cận khách hàng là như nhau, có những chương trình hỗ trợ các anh chị là như nhau. Thế còn cái anh muốn, hiện giờ anh đang là đại lý trong BC thì anh đã là chính là đại lý của Thế Giới Ốc Nước rồi, đúng không? Cho nên không cần phải quan tâm thêm nữa. Tuy nhiên thì nếu như anh có nhu cầu về việc là mở điểm trưng bày lắp đặt chẳng hạn, thì hiện nay chúng tôi đang làm việc với các đối tác BC, các ban lãnh đạo để có được những chương trình để làm nào đó là có điểm trưng bày, có những điểm lắp đặt anh nhé. Thì trước hết là anh, nếu anh chưa tham gia điểm lắp đặt, anh có thể tham gia điểm lắp đặt trước để chúng ta nắm rõ về mặt kỹ thuật. Bởi vì như này, lắp điểm lắp đặt thì lắp đặt bảo hành ấy, thì không đơn thuần chỉ là lắp đặt bảo hành, mà khi chúng ta có kỹ thuật, chúng ta tự tin thì đương nhiên là chúng ta bán hàng tốt hơn và khách hàng chúng ta tin tưởng hơn, đồng thời là chúng ta hỗ trợ được các cái đội nhóm, các anh em đối tác của chúng ta. Và nhé, cho nên là chúng ta sẽ hợp tác như vậy thì tốt hơn. Dạ vâng, em cảm ơn vì em thấy cái showroom nó rất là đẹp và đúng rồi. Cái đó là cái cách mà cũng là tiếp cận thêm những khách hàng, chẳng là bên ngoài vấn đề là online đấy. Đúng rồi. Vâng, vâng. Ok rồi, cảm ơn bạn nhé. Thì khi nào có cái chương trình cụ thể về cái đó thì sẽ trao đổi chi tiết hơn với bạn. Ở đây có bạn anh Trần Khánh Linh hình như có tiếp câu hỏi đúng không? Anh thấy anh giơ tay tiếp. Ok, anh có thể mở mic góc trái màn hình rồi. Ok. Hello, em muốn hỏi là cái máy lọc nước mà nano ấy thì nó không có nước thải, thì vậy những cái chất bẩn, chất thải nó đi đâu thải ấy, nó sẽ đi đâu, nó thấm quá anh này, cả cái mang lọc sơ rồng như nó thấm rồi, nó đâm lại đó, hay là nó có đi nào nó thải ra rồi ấy, rồi tiếp tại đó. Ok, câu hỏi của bạn thì bạn nói là mình đã đoán ra câu hỏi rồi. Thì như này là cái công nghệ nano ấy là sử dụng nhiều tầng lọc khác nhau, công nghệ aero cũng như vậy, là sử dụng nhiều tầng lọc khác nhau. Và nhá, thế nhiều tầng lọc khác nhau thì mỗi một tầng lọc đó sẽ giải quyết những bài toán khác nhau. Ví dụ như là hiện nay chúng ta tặng cái cốc lọc chặn bảo vệ máy ấy, cái máy lọc nước nano mà lắc nano nhé, giá 10.9 ấy, thì chúng ta tặng cốc lọc thô đầu tiên bảo vệ máy thì nó loại bỏ rỉ sét, bùn đất, cặn bẩn, rác, tạp chất hữu cơ, loại bỏ đầu tiên. Sau đó nó qua lớp thứ hai, lớp Ecomark 3-1 thì nó có gì ạ? Nó có gì ạ? Lớp PP, sợi bông PP 5 micron, sợi bông PP 1 micron và lớp than hoạt tính ở giữa. Than hoạt tính này thì được hoạt hóa ở nhiệt độ 2000 độ C. Độ xốp khủng khiếp, nó hấp thụ các độc tố, mùi màu hôi tanh. Thì những tạp chất tiếp theo nó được gì ạ? Được chặn lại, được phân giải ở đó. Phân giải xong ở đó rồi lại còn cái gì nữa? Còn màng lọc sợi rỗng, nó sẽ chặn bỏ những cái ion còn lại, những cái virus vi khuẩn còn lại thì chặn bỏ tiếp ở cái màng lọc sợi rỗng rồi. Như vậy không thể đi được vào hệ thống. Và lớp cuối cùng đây chính là gì ạ? Đây chính là dịch khuẩn lượng tử, là cái lớp cuối cùng, là cái gì ạ? Cái đảm bảo cuối cùng để đảm bảo không có khuẩn và an toàn. Như vậy mỗi một cái tầng lọc nó có vai trò khác nhau trong việc loại bỏ cặn bẩn. Thế thì cái lo ở đây là liệu như nó chặn lại như thế thì có nhanh tắc hay không? Như này, chúng ta tại sao chúng ta có cốc lọc thô? Cái cốc lọc thô ngoài máy ấy, là cái được khuyến mại tặng kèm ấy, là cái mà chặn bỏ những cái rỉ sét, bùn đất, tạp chất cặn bẩn. Cho nên chúng ta thay thường xuyên cái lõi đó, và lõi đó rất là rẻ tiền. Các anh chị nhá.
thay thường xuyên vài chục nghìn một loại thôi. Và chúng ta mua loại đó gì ạ? Thường xuyên để thay 6 tháng, 1 năm tùy theo nguồn nước, độ bẩn nguồn nước. Chúng ta thay một lần và thay thường xuyên cái đó. Đấy, cho nên là nó chặn lại rồi các anh chị nhé. Đây, nhiều anh chị bảo là nước bẩn thì đặc biệt là vùng nông thôn, nước giếng khoan thì sao? Thì nông thôn, nước giếng khoan thì chúng ta sử dụng công nghệ RO và chúng ta cũng có cái cốc lọc thô đó để bảo vệ máy trước đó. Anh chị nhé, thì đều giống như nhau. Cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh Khánh Linh. Ở đây có anh Ninh Xá. Hình như anh có cái câu hỏi đúng không? Anh có câu hỏi, anh giơ tay đây. Xin mời anh nhé. Anh vâng, xin chào anh. Em chỉ hỏi anh cái là cái máy pi bây giờ là nó không có cái tem. Vâng. Bảo hành bây giờ mình bảo hành bằng cách nào vậy? À, máy tạo lớp pi gì ạ? Máy tạo lớp pi thứ nhất là mình có cái tem mình có cái số series đằng sau máy anh nhé, đằng sau máy có số series. Anh dùng máy pi là xịn lắm rồi. Đằng sau máy có số series đằng sau cơ. Có series đấy. Thì mình nhắn đấy. Tin thế nào anh? Đằng sau có số series rồi thì khi mà khách bán cho anh ấy thì cái số series này đã được đưa lên hệ thống bảo hành. Đưa lên hệ thống bảo hành, thậm chí hệ thống bảo hành toàn cầu. Cho nên là khi mà cái máy này của anh ấy đến cái thời gian như thế nào, anh lắp ngày nào, ai anh tên là gì, số điện thoại như thế nào thì là có hết ở trên hệ thống anh nhé. Đấy, hệ thống hiện nay hệ thống đó thậm chí tôi còn thiết lập cái hệ thống là nhắc lịch kiểm tra máy cơ. Cho nên là đối với máy pi thì nó còn VIP hơn nữa, VIP hơn nữa anh nhé. Cho nên là cái máy này của anh được gửi từ thành phố Hồ Chí Minh lên đúng không? Ok anh không câu hỏi nữa đúng không ạ? Vâng, ở đây có anh chị nào có câu hỏi chúng ta vui lòng là đặt câu hỏi nhé. Đây có một số anh chị có mới câu hỏi mới đây. Ở Lạng Sơn có chưa? Lạng Sơn đã có điểm lắp đặt rồi, có một điểm lắp đặt rồi bạn nhé. Máy nano có nước thải vậy, máy nano không có nước thải vậy chứ bẩn đi đâu thì vừa trả lời rồi. Ok, cho hỏi máy nano tặng hai lõi lọc cho hỏi máy nano được tặng hai lõi lọc để sau này thay thế hay gắn thêm vào máy luôn. Hai lõi lọc thô này để mà thay thế thường xuyên ở cốc lọc chặn ấy, cái cốc lọc thô mà bảo vệ máy ấy, là khuyến mại tặng kèm ấy, thì chúng ta cứ 6 tháng 1 năm chúng ta thay lõi đó một lần, cho nên tặng kèm hai lõi đó để anh chị có cái lõi để thay đấy thì nhá, có lõi để thay sau này đấy, chúng ta không phải lắp luôn vào đâu đâu. Tiếp theo này, anh cho hỏi bạn đây có Nguyễn Văn Khuê, anh cho hỏi máy công nghệ nano có lọc chặn được đá vôi không, khách đun nước liệu còn đá vôi trong phích nước không. Đây chính là câu hỏi mà liên quan đến công nghệ RO và nano đấy. Là đá vôi thì là gì? Là canxi carbonat. Đúng không? Canxi carbonat. Và các cái ion canxi khi mà lọc qua rồi thì các ion canxi nó chui được qua khe hở của màng lọc nano. Đúng không? Nhưng bản thân các cái khoáng đó là cái cần thiết cho cơ thể. Bản thân cái khoáng đó là cái cần thiết cho cơ thể. Và không hề có hại. Bạn nhé, không hề có hại và có nó mới tốt. Cho nên công nghệ nano là nguyên khoáng, vì vậy cho mình đun ấm lên hoặc là chúng ta dùng cái cốc nước ấy, chúng ta rót nước này ra thường xuyên lâu ngày ấy, chúng ta thấy phấn trắng bám trên thành cốc thì đấy chính là các cái ion khoáng canxi magie và cái đó là tốt, có nó mới tốt. Thế còn nếu như mà dùng công nghệ nano, công nghệ RO hiện nay như lắp RO thì hết hoàn toàn cái khoáng đó. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta tặng kèm cái gì ạ? Tặng kèm cái lõi 3 trong 1 ấy, tạo khoáng, tạo kiềm, tạo hydrogen. Cho nên nó bù khoáng. Các anh chị nhé, cho nên công nghệ aero nó bù khoáng rồi cho nên vẫn ok. Thế còn công nghệ nano thì là nguyên khoáng. Các anh chị nhé, nếu đun lên thì đương nhiên là gì ạ? Không mất khoáng, khoáng sẽ không mất đi. Nhưng khoáng sẽ có nguy cơ kết tủa. Kết tủa đúng không? Và kết tủa trên ấm, trên các cái thiết bị ấy, thì điều đó là hoàn toàn bình thường, nó không hề có hại. Anh chị nhé, không hề có hại. Cái khoáng, cái canxi magie nó chỉ có hại trường hợp này này. Nó có hại trong trường hợp mà nước đầu vào nhà chúng ta, đường ống chúng ta nó bị cấu cặn khoáng ấy, thì nó khiến cho đường ống bị tắc, lâu ngày bị tắc, khiến cho cái bình đun, cái ruột đun của bình nóng lạnh ấy, nó nhanh hỏng hơn. Đúng không? Nhưng còn vị trí nước uống ấy, thì nước uống còn cần khoáng cơ. Các anh chị nhá, anh chị phải bỏ rất nhiều tiền để đi mua nước khoáng cơ. Cho nên là gì ạ? Cho nên là cái máy mà nguyên khoáng ấy, là cái tốt và có nó mới tốt. Và nên lưu ý rằng nếu nhà chúng ta lắp máy nano ấy, thì nó sẽ có hiện tượng nếu như đun lâu ngày một vài tháng chúng ta sẽ xem là cái ấm nó có thể có những cái mảng bám của khoáng, cái đó là tốt. Các anh chị nhé, cái đó là tốt chứ đừng nghĩ rằng đấy là gì ạ, đấy là cái nguy hại.
Ok, rồi ạ. Có một số câu hỏi đây rồi. Trong trường hợp các anh chị có câu hỏi nào nữa thì anh chị, nếu anh chị đang là đại lý, anh chị đặt câu hỏi lên nhóm đại lý, chúng tôi hỗ trợ các anh chị nhé. Còn trong trường hợp anh chị là người dùng, anh chị hãy đặt câu hỏi đó cho chính đại lý, người mà mời các anh chị lên tham gia buổi ngày hôm nay để tìm hiểu về sản phẩm ấy. Để sau đó mà chúng ta có câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi đó một cách thấu đáo cho anh chị nhé. Trả lời tất cả câu hỏi đó một cách thấu đáo cho anh chị và luôn luôn trả lời đầy đủ. Ngoài ra thì các anh chị có thể lên trên cái fanpage là Thế Giới Lọc Nước, nơi giao lưu hỏi đáp, ở trên Facebook là Thế Giới Lọc Nước, nơi giao lưu hỏi đáp, để được đặt các câu hỏi trực tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi có thể trả lời trực tiếp cho anh chị ở trên cái nhóm Facebook đó, các anh chị nhé. Một lần nữa, trong chương trình ngày hôm nay, nếu anh chị nào mong muốn mua sử dụng sản phẩm, chúng ta có thể đăng ký với đại lý của chúng ta, những người mà mời chúng ta tham dự chương trình ngày hôm nay. Còn nếu anh chị nào là đại lý rồi thì anh chị hãy đặt hàng trên, nếu anh chị là đại lý BC, đặt hàng trên kệ BC hay đặt hàng với các bạn chuyên duyên Thế Giới Ốc Nước, anh chị nhé, để chúng ta có cái phần quà khuyến mại. Và lưu ý rằng chúng ta cái phần quà này nó không có nhiều đâu ạ, chúng tôi chỉ còn khoảng hơn 20 suất nữa thôi, thì anh chị hãy đăng ký sớm để có được cái chương trình này, anh chị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị đại lý, anh chị em là người dùng mong muốn tìm hiểu sản phẩm tốt. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sản phẩm này rồi, đúng không? Một lần nữa xin được cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị.